Trời ơi, hello anh em, bây giờ là 4 giờ sáng. Thì tôi hứa năm nay là tôi đi về quê tôi sẽ quay vlog cho mấy ông. Hứa mà không làm được thì mấy ông chửi kinh lắm. Nên là tôi quay lại vlog năm nay về quê Cao Lãnh. Trước khi về nhà lúc nào cũng vậy anh em à, tôi phải soạn đồ. Năm nào là về quê tôi cũng về muộn mấy ông à. Hi. Bình thường là có vợ tôi ở nhà, vợ tôi sẽ soạn đồ cho tôi sướng lắm mấy ông à. Ăn cơm là vợ đưa tới mồm đó, còn đi tắm cũng vậy, tắm rửa cái thứ đó là đồ là vợ cũng giặt cho, sướng lắm. Một năm mà tôi về quê cũng không nhiều mấy ông à, một năm thì tôi về quê được khoảng 3 lần thôi đó. Thì thường là những cái ngày Tết như này tôi về quê nhiều nhất, nhiều về nhiều ngày nhất đó, nên là mong anh em thông cảm. Cái Tết năm nào mà tôi nghỉ khoảng tầm 8 đến 9 ngày thì mong anh em hết sức là thông cảm. Hello anh em, bây giờ là khoảng 5 giờ tôi đi ra. Ô, vừa tới, vừa đến có xe xe tới luôn. Tôi đi bằng taxi xanh SM ra sân bay anh em à. Nó rẻ với lại nó cũng lịch sự. Hello anh. Xin chào anh. Dạ vâng ạ. Oh shit. Tầm này chắc không tắt đâu anh nhỉ. Vâng. Giờ này thì chắc chắn là không tắt rồi. Anh bao giờ cũng được nghỉ Tết? Lái taxi dịch vụ thì làm gì có nghỉ Tết. À vâng. Đúng rồi. Không, ít nhất cũng phải nghỉ một hai ngày với gia đình chứ, hay làm chạy suốt chưa xuyên xuyên Tết luôn. Anh em ở Sài Gòn em thì anh em chạy xuyên Tết luôn. Dạ vâng. Cực anh nhỉ. Có gì đâu, cực vui mà. Sao mà này lâu chưa? Dạ, mới ở đây được 5 năm rồi đấy. Vui rồi. À, năm hết năm nay nữa là năm thứ 6. À không, tháng 8 năm nay là năm thứ 6. À, thế à. Em ít đi chơi đó, em toàn trong nhà với lại đi học rồi nè. Sau khoảng 30 phút di chuyển thì tôi cũng đến sân bay rồi mấy ông à. Cho em hỏi bao nhiêu tiền vậy anh? Mới đầu tôi tưởng nó đông lắm, đông lắm mấy ông à, tự ra sớm tôi sắp hàng cái thứ đồ. Nhưng mà không. Fan mấy ông ơi, fan fan. Mọi người ơi, anh Bu ở ngoài là đẹp trai hơn trên hình đấy. Đấy, thấy chưa, đấy, không nào. Công nhận người khác đi mấy ông ơi. Rồi vô làm tấm hình đi, có gì đâu rung vậy. Này bạn. Anh ở ngoài đẹp trai nhé, em không. Cảm ơn, im em được. Về đâu, em về đâu? Em về Pleiku. Pleiku á? Vâng. Em học ở đây hay sao? Em đang làm ở đây rồi. Đang làm ở đây, anh về Cao Lãnh. Ừ, về quê em Tết đúng không? À, vậy có vlog Tết hả anh? Ừ, đây, anh về vlog đây. Ừ, chào anh nhá, cảm ơn. Giữ sức khỏe nhá, vâng. Ăn Tết vui vẻ nhá. Keep sức khỏe nha. Ok, keep sức khỏe em. Fan, fan. Fan, fan, fan. Em về đâu? Về Gia Lai ạ. Về Gia Lai á? Em mới gặp bạn kia về Pleiku không? Bạn này. Cùng chuyến với em hay sao ấy? Vô làm tấm hình đi. Học qua đây hả? Dạ, em học ngoài FPT ngoài. FPT. Wow. Em học rồi là chán. Chán nè. Dạ, muốn thay đổi đúng không? Vâng. Hay là bị người yêu dụ ra đây? Thay đổi anh ơi. Nghi lắm, giống như bị người yêu dụ. Ok. Em coi. Ok, năm mới vui vẻ nhá. Vâng. Tiếp sức khỏe em. Chào. Ok, bye bye em. Uầy, vừa ngủ một giấc ngon với cái liền thì tôi đã đến Sài Gòn rồi mấy ông à. Thì bây giờ tôi xuống tôi lấy hành lý xong rồi tôi về nhà mẹ hạnh tôi, cách đây, cách sân bay cũng khoảng không xa đâu. Từ giờ đây mà về nhà mẹ hạnh tôi khoảng 15 phút rồi, cũng nhanh. Taxi chú có luôn, ngon luôn. Về Trần Cao Vân Phú Nhuận. Rồi, cảm ơn chú. Rồi.
Cho ông về Trần Cao Vân, Phú Nhuận cô. Ngã tư Quỳnh Văn Bánh đấy. Tắt vậy. Qua giờ ở đây đông không chú? Cũng nói chung mấy ngày này là cũng hơi đông. Hơi đông rồi. Tới nhà rồi mấy ông ơi. Tối tuần cũng được về nhà rồi. Rồi, dạ rồi. Happy New Year chú. Dạ rồi, dạ rồi. Tới nhà rồi mấy ông ơi. Đây rồi. Xin chào cô ạ. Dạ về quê. Này mẹ tôi trang trí đẹp hơn mấy ông. Hình như con Boy nó thức rồi đúng không cô? Dạ. Ai đó, ai đó? Nói gì ạ? Ơi. Ừ. Thức sớm như vậy? Ừ. Thức sớm quá vậy? Thức sớm vậy? Đấy, bây giờ là đợi cho ảnh thức ảnh ăn. Xong rồi tắm rồi tôi hai cha con rồi mới cùng nhau về quê mấy ông ạ. À. Thấy cái gì không? Con chào cô chú đi. Con chào cô chú. Dạ. Đã quá đi. Hello vợ. Mà xã đi đâu vậy mà xã? Ngoan xin yêu của anh đâu rồi? Nhanh đi. Ngoan xin yêu của anh đâu rồi? Nhanh ơi. Ngoan xin yêu của anh đâu rồi? Có bà xã này. Bà xã. Vợ chào. Vợ chào các bạn đi. Ghét quá. Còn tôi chuẩn bị giới thiệu với mấy ông. Đây là hình của vợ tôi ngày xưa. Hot girl của Sài Gòn mấy ông nhé. Muốn bệnh giờ, muốn bệnh giờ. Này lúc này mấy tuổi vậy vợ? Lúc này 18 tuổi hả? Vừa miệng dữ vậy ta. Tươi vậy chứ. Còn không nhờ? Vợ tôi ngày xưa là cao nhồng nè mấy ông nè. Đó là vợ tôi đó. Đó là vợ tôi. Đây. Vợ tôi đây. Đấy. 18 tuổi lúc đó mà gặp anh Khoa là tuyệt vời quá chứ nhờ. Ví dụ lúc đó em gặp anh này em có yêu anh không vợ? Sao vậy? Sao vậy? Lúc đó anh cũng đẹp trai thì sao? Trời ơi, 18 tuổi lúc đó là tôi hơi bị ngon á, ní. Tôi hơi bị đẹp trai á. A few moments later. Ngoan xin yêu quá anh đâu à. Vợ dẫn anh đi đâu vợ? Bà dẫn anh ăn cái gì vậy? Đi nhà ấy. Đi ấy là đi đâu? Đi nhà nghỉ. Sao vậy? Đi cái tướng men chứ vậy? À, không phải. Đi hả? Nhà nghỉ. Ba đứa con rồi. Hai đứa rồi. Phải hiểu thiệu cục. Ba đứa anh mới nói ba đứa. Chứ nữa muốn xin đi cho cóc mới được. Giờ tôi hai vợ chồng tôi đi ăn bún bò nhớ mấy không? Ở đầu ngõ nhà. Đi qua đây, đi qua đây. Ở đầu ngõ nhà hay. Hai vợ chồng tôi có quán bún bò ngon lắm. Ra ngoài ăn tí. Giờ này người ta bán hộp vịt lộn chưa vậy? Chưa anh, hôm nay người ta nghỉ Tết rồi. Nghỉ Tết luôn rồi hả? Ừ. Sao người ta nghỉ Tết vậy? Sao người ta không bán? Ví dụ bán Tết người ta có tiền hơn sao? Mùng 2 người ta mới bán. Mùng 2 mới bán là hả? Em là gỡ có hùng vốn gì ở đây không? Sao biết rõ thông tin chưa? Giờ có hùng vốn gì ở đây không? Sao biết rõ thông tin chưa? Ngày nào ông chẳng đi ăn. Ngày nào giờ ông đi ăn cho anh em hả? Tưởng giờ đòi gì vậy? Hả? Không, đi ngang qua kia cổ. Nè giờ quay cho anh đi. Gì vậy? Cầm ở dưới rồi. Thấy anh không? Thấy anh không vợ? Yes sir. Alo anh em. Đây quán bún bò trước mặt luôn. Quán này bán bao nhiêu năm rồi vợ? Bún bò cao. Cho con một một bún bò gân tái nạm chú ơi. Bún à? Sao nhớ con ăn mì hay vậy? Xã con nè. Xã ăn gì bà xã? Con bún bò tái chảo cua. Nhưng mà con ít bún thôi.
rồi nha. Con quay tí mà chút. Quán này chú bán được bao nhiêu năm chú? 17 năm rồi. 17 năm. Hôm nay mầm thấy bún bò ở trong Sài Gòn nó khác ở ngoài Hà Nội nha. Khác hoàn toàn luôn. Chén chấm mày làm sao vậy? Cho nước ấy vô. Cho nước này vô. Rồi sao nữa vậy? Hả? Ăn hai miếng chanh vô. Nhiều ớt vô vậy? Nhiều ớt vô hả? Đúng rồi. Đây. Không có, quên con rồi. Bún bò trong Sài Gòn là ăn với rau muống có giá trụng không giờ? Có. Cảm ơn. Sao giờ không gửi khẩu trang găng đi? Đây anh nha, cho giờ giá cho giờ nè. Ớt đâu? Ớt nè. Rồi. Giá đồ vô để vô đi. Để vô. Đúng rồi. Xong giờ trộn lên giùm anh để anh quay luôn. Trộn lên cho các bạn xem. Đó, rô bún bò Sài Gòn nó như thế nào. Ôi. Có đồ tô của anh nó mới vậy á. Tô anh nó mới nhiều vậy hả? Rồi, giờ ăn đi. Ngoan xin yêu ăn đâu rồi. Giờ nói đây rồi. Đây rồi. Dâm tà. Mời các tình yêu nhé. Vợ tôi là chưa được ăn. Quay cho tôi. Để tôi ăn trước tôi cho mấy ông xem. Thấy tội nghiệp chưa? Đó. Giờ giống heo sữa ăn quá. Không. Ngon quá mẹ mình. Bún bò tao nha. Mấy ông ở Sài Gòn chắc là ai cũng biết quán này giờ nha. Ít á. Anh thấy ai ở Sài Gòn ai cũng biết quán này vậy. Nay ở Sài Gòn qua ăn thử qua món quán này nha. Ok đó. Tôi lúc nào tôi vào Sài Gòn tôi cũng ăn. Ngon. Này gọi là gân nè. Gừng nè mấy ông ạ. Ngon quá mấy ông ạ. Tôi ăn bất cứ món gì nó phải có gạo mấy ông nhé, phải có gạo, phải có giá. Ăn nó mới ngon. Vậy mà thằng bạn tôi ở đây là thành năng phở nó có một tí hành thôi là nó phải đổi luôn bát mới không ăn. Em không ăn hành đâu chị ơi. Sao không ăn hành được vậy nhỉ? Đúng à. Thằng bồ quán chứ. Tô như này bao nhiêu? Ba mấy 45 ngàn. Dễ phết. Vợ tôi ăn tốc độ luôn rồi, mấy ông thấy không? Khi mà không có camera của tôi. Vợ tôi ăn tốc độ luôn. A few moments later. Không ăn thọ thiệt. Rồi sao? Trở lại đi về.
Không, không mang điện thoại thiệt. Không mang điện thoại thiệt. Xạo quá. Không, không mang điện thoại thiệt. Vô thiệt luôn á. Để anh chạy vô nhà lấy. Chị ơi, của con bao nhiêu hả chú? Tiền đó không? Dạ. 101 một con. Đây vợ con có mà, vợ con xạo á. Vô thì đi ăn không mang điện thoại. Nghe he 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 he. Không không, tôi biết là kiểu gì ăn, tôi đem thổi theo tôi không giá tiền. À, tôi giả bộ tôi bỏ quên nhà luôn. Nhiêu à, 101. Con 101 à vợ. Con 101 à vợ yêu. Đâu, 101 có 15 ngàn tiền ấy nữa. Tính vô rồi hay sao đó. Ủa 100 bao nhiêu chú? Tính hỏi chú chín vô chưa? Tính tiền cái nước này chứ. Tính rồi. 125 hả? 125. 101 đúng không chú? 125 thôi. Thấy chưa? 115 là... À 125, 125. Ở đâu? Ngon quá vợ ơi. Ăn chùa ngon quá. Bảo quá không? Đi từ từ. Đi từ từ. Cái miệng giờ hên quá, cho mượn miệng đi công chuyện liền. Qua đi. Quắt ai vậy má? Em quắt xe là em kêu nó dừng lại như thế này. Em quắt nó vậy là tưởng em đi. Quắt tới xe đi. Ngon quá trời. Dù quê ăn Tết rồi trời. Dù quê ăn Tết rồi mấy ông ơi. Sau khi mà tôi ngủ khoảng tầm 2 tiếng thì tài xế của tôi cũng lên tới. 2 tiếng vừa lên tới lúc giờ. À bây giờ bắt đầu từ Sài Gòn về Cao Lãnh anh em nhé. Chắc khoảng tầm 3 tiếng rưỡi 4 tiếng mới về tới nhà nếu không tắt đường. Đổ nóng lên. Đi. Bà ngoại tiễn ra xe em không ạ? Tôi đang đây. Tôi cầm đồ, tôi quải đồ, giờ tôi cũng vậy. Nhiều đồ quá. Rồi luôn. Vui quá ăn Tết luôn. Mày có buồn không? Vui cũng chết. Vì giữ được lì xì. Đúng không? Ê, mẹ tụi bé nó cực lắm. Bây giờ này nó lớn rồi, nó quậy lắm mấy ông mà. Nó ngó cái gì vậy? Nó ngó vợ tôi. Thấy rồi. Dạ, chưa mùng 2 con lên. Cả ngày mùng 2 luôn. Rồi, bye bye bà ngoại. Bye bye, bye bye. Bye bà ngoại nhá. Đi, đi, mùng 2 về vào với em. Mẹ vô, về cẩn thận nha mẹ. Ừ. Mùng 2 bọn con lên. Ừ. Mùng 2 đi sớm để chơi. Dạ. Dạ. Lên xe đi. Dạ, mẹ đi cẩn thận nha mẹ. Bye bye. Ngoại đi rồi. Sau khoảng gần một tiếng đi cao tốc thì cũng đến giữa cao tốc Trung Lương rồi anh em ạ. Từ đây mà về nhà tôi còn khoảng xa lắm, khoảng 2 tiếng nữa. Mà mắc tiểu quá nên là mấy anh em xuống đi tiểu phát. Rồi anh em mình tiếp cuộc hành trình về quê ăn Tết. À, sẵn xuống đây quay cho anh em xem luôn. Mắc tiểu quá mà mọi người. Trung Kiên ơi. Fan fan. So beautiful, thầy biểu nếp ơi. Tiểu xong một phát, xong anh em mà lên xe chắc là tôi ngủ mấy ông à. Tại vì từ đây về Cao Lãnh còn 2 tiếng rưỡi, 3 tiếng nữa. Lâu quá à liền thầy. Nước mắt tiếng mà thế thương, tiếng nước vô tình hòa đất trời. Đâu có quân đi bằng em, đâu có dân là sai.
40 kg mà đúng rồi, tới mai. Mai, mai tao đến trên mai. Kiều kiều thì tình nghĩ nhiều. Em sẽ để bà lùn lên. Xin chào anh em, thì sau khoảng tầm 3 tiếng rưỡi là tôi đã đến Cao Lãnh rồi, 66 Đồng Tháp. Mời anh em đến khu Tàu Sống. I was quietly protective of my heart to reassure that couldn't break to pieces and be left alone once more. If you hadn't been so patient, you'd be easy to ignore. You quẹo ở trên anh. Đây, trên đây quẹo lại là vô nhà tôi. Đấy, hôm nay tôi quay chi tiết bãi đái luôn nha. Đó, mong thấy cái đường nó bé không. Mỗi lần mà mới lúc trước mà tôi mới lấy bằng về nhá, tôi chạy cái đường này hồi hộp bãi. Tại vì tránh nhiều. Nhưng mà bây giờ thì quen rồi, bây giờ về cứ chạy thoải mái thôi. Lê tiêu riêu thôi. Đây rồi mấy ông ơi, tới nhà rồi anh em ơi. Mà bây giờ tôi phải đem đồ xuống, đồ khá nhiều. Có qua được không nhỉ? Phải nhích lên tí ấy. Rồi có đây, đây là nhà tôi. Ê, tôi chào bà ngoại nhé. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Mở cửa. Cho con. Ây da, trang trí đẹp thế giờ. Bạn đi. Hello. Nói gì với các bạn đi, tự nhiên hello không? Dạ, mẹ. Mấy cháu là gì vậy? FA hả? Cô đơn hả? Cô đơn lạnh giá. Năm mới, chúc mừng năm mới. Đấy, uầy, mẹ tôi trang trí đẹp ác giờ. Hoa wow, nhiều, đúng là ngày xưa bán hoa nó có khác nhờ. Đấy. Con chào ngoại. Về đó nhà của mấy ông ơi, mừng quá trời ơi, một năm đi làm mới được về nhà. À, đem hai cái vali vô cái mấy ông ơi. Xong rồi chắc tôi ghe xe một cái nha, rồi tôi sẽ đi một vòng nhà. Và sau một năm có gì thay đổi mới không? Mà tôi nghĩ chắc là cũng không có gì thay đổi. Tại vì mẹ tôi ở dưới quê cũng không mua gì nhiều. Hey, hello anh em. Đấy, lần nào mà đi, nói chung mà đi xa là... Đây, cháu không? Đó, cháu là phải để ngay chỗ này. Nhưng mà cái ngăn đông nó bị ấy rồi sao mẹ? Đâu có, đây, chỗ này, đấy, phải để vô hết ngăn đông. Để bà nội bỏ vô. Đấy. Để tôi xem coi nhà tôi một năm qua có cái gì thay đổi không? Có. Có cái hồ cá mới nè. Ủa mẹ mệnh gì mà mẹ nuôi hồ cá mà? Hả? Mệnh gì mà nuôi hồ cá đi? Mộc. Mộc. Đấy, phòng khách nhà tôi thì tôi thấy là thay đổi là mỗi cái hồ cá thôi. Xong để tôi lên tầng 2 nhà tôi coi có gì thay đổi không. Tôi ít gì quê lắm. Một năm thì tôi về được 3 lần. Tết là về nhiều nhất. Yes sir. Ban công này thì nhìn ra thẳng đây toàn cây là cây mà. Xung quanh nhà tôi ở thì toàn là vườn thôi, vẫn còn đất vườn nhiều. Uầy, không khí ở đây nó tuyệt vời quá. Thề, nó chill, nó mát. Phòng ngủ nha. Phòng ngủ thì chắc tôi nghĩ cũng không có gì đâu mấy ông. Ờ đúng rồi, phòng ngủ vẫn vậy. Tại vì thật sự là xây cái phòng này để cho nó đủ phòng. Các thứ đồ là Tết tôi về tôi ở thôi chứ bình thường chả ai ở. Mà cái phòng nó to vãi đái nha. Tôi về đây mà tôi làm streamer cái phòng này tuyệt vời quá.
sau lưng đây nè. À, sau đây chắc không có gì mà không có gì thay đổi hết sau một năm. Cái này chắc khoảng 10 năm. Đấy. 10 năm anh em mình quay lại một lần thì nó có nhiều sự thay đổi thôi chứ. Một năm thì cũng không thay đổi nhiều mấy ông ạ. Còn bây giờ là khoảng gần 5 giờ chiều ở Cầu Lãnh. Thì hôm nay là tôi định là tí nữa dẫn mấy ông đi ăn bánh hỏi. Bánh hỏi là như thế nào thì tôi cũng không biết giải thích như anh em như thế nào nữa. Nhưng mà tí nữa đi ăn thì tôi sẽ quay cho anh em để anh em hiểu bánh hỏi với lại thịt nướng là như thế nào, chấm với là mắm nêm. Rất là ngon. Hello, xin chào mấy ông. Hình như bây giờ là mấy giờ vậy nhỉ? À đây, gần 7 giờ. Thì tối hôm nay là chắc là tôi dẫn mấy ông đi ăn cái món bánh hỏi thịt nướng ở dưới chỗ quê tôi. Xong là tôi cho thằng Boy đi ra cái chỗ công viên nó chơi một tí. Đó, xong là mình kết thúc ngày 27 Tết đây thôi. Xong là ngày mai thì bắt đầu là sáng sớm là tôi sẽ đi chợ Tết cùng với mẹ tôi. Thì có gì tôi sẽ quay sau nhá. Vào đi. Tôi cũng lên xe đấy mấy ông ạ. Hình như là từ nhà tôi mà ra cái chỗ bánh hỏi đó cũng khoảng tầm 10 phút nhá. Có gì ra ngoài anh em mình gặp lại nhau. Giờ chắc tập trung chạy xe tại vì vừa chạy xe vừa quay cũng căng đấy. Wow. Từ nhà ra chỗ đó cũng hơi xa mấy ông ạ. 10 phút nhưng mà 10 phút theo kiểu là chạy một cái đường nó rất là dài, nó không có tắc như Hà Nội nhưng mà nó xa. Sau hồi chạy xe thì cũng đến cái chỗ bán bánh hỏi rồi mấy ông à. Đây. Quán nhỏ nhỏ thôi nhưng mà quán này lâu đời lắm đấy, từ lúc mà tôi còn nhỏ xíu tới giờ. Hỏi chị còn không? Còn không chị Sô? Lấy con một phần hai người ăn. Ngồi ghế gì vậy? Ngồi bàn đi. Nay chị Sô không bán à? Chị là chị của chị Sô. Dạ. Ơ, thịt cho chị. Hả? Dạ đúng rồi. Dạ đúng. Dạ mắm nêm chị. Uầy, cái này là mắm nêm rồi mấy ông. Dạ mẹ mới nhà xong cô ạ. Ngủ mẹ đi ăn mà mẹ con nấu cơm nhà rồi không ăn. Đấy. Bánh hỏi. Đây là bánh chén nè. Bánh chén cuốn và bánh hỏi. Đó, tôi quay gần cho mấy ông xem nha. Tuyệt vời quá. Vợ tôi ăn đây được 2 lần rồi. Đấy. Hấp dẫn quá mấy ông ạ. Đây. Ăn như thế này mấy ông nhé. Thì nói chung là ở chỗ khác người ta gọi là cái gì, nem nướng Nha Trang đúng không? Nhưng mà cái này nó không giống. Nó không giống như nem nướng Nha Trang. Đây bánh hỏi là như thế này mấy ông nhé. Đấy, gọi là bánh hỏi nha. Để một miếng vào đây. Xong cái này dưa chua. Dưa chua thì người ta làm cải chua đó mấy ông. Cải chua xong người ta để vô thôi. Khóm. Thịt. Thịt đó, thịt là tôi ăn nguyên lụi như thế này. Dưa leo. Đấy. Anh ăn đây em tự cuốn được. Xong rồi để anh cuốn cho. Để anh cuốn cho vợ. Ghê vậy. Xong rồi cuốn lại như thế này nè. Tôi ăn cái cuốn nè. Tôi không cuốn uống nu uống nần đấy. Đấy, à. Đấy cuốn như thế này. Xong anh em chấm với lại mắm nêm nha. Dạ sơn. Ngon lắm đây. Dạ ăn trước đi. Vợ tôi cuốn trong cái cuốn nó chán thiệt chứ. Thôi để anh làm cho vợ. Đó. Cái chỗ này là tôi cái chỗ này chứ ra là khoảng tầm được khoảng chục năm rồi đấy. Chục năm. Ngày xưa là tôi ăn cái lúc mà cái cô mà còn bán là cái mẹ của cái chị đang đứng bán đó đấy. Thì cô ấy là bệnh mất rồi. Thì bây giờ là con của cô ấy làm nói nghiệp đó, vẫn duy trì cái gọi là cái bánh hỏi này. Cao Lãnh thì chắc ai cũng biết. Tôi thấy cái này lạ nè, tôi cũng muốn giới thiệu cho anh em. Đó, chấm như này ngon nhá. Được rồi. Ngon thế à? Ngon lắm mấy ông nha. Ở chỗ
trời. Nhưng mà chưa cay lắm vậy. Thêm một miếng nữa. Cay thêm một miếng nữa cũng đã. Tôi ăn cay lắm. Bề tính tôi nóng. Cay là ghen bà ơi, nóng gì mà nóng. Anh có ghen vợ bao giờ? Anh ghen bao giờ, vợ bao giờ? Hả? Thì ai không có làm gì đâu tôi ghen. Ghen phải ghen đúng lúc, đúng chuyện. Ai cho anh? Đúng nơi, đúng chỗ. Đây em cuốn cho. Để anh cuốn cho. Em cuốn nhìn cái đâu, vợ cuốn thử một một cuốn cho mấy bạn xem thôi. Đồ đẹp lắm mấy mẹ. Thôi 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 thôi. Đây nhá. Anh em thấy không? Gào. Khóm dưa chua cái thứ đồ phải không? Xong để miếng bánh hỏi lên. Đấy. Để miếng bánh hỏi lên. Thịt thì bình thường người ta ăn nửa thịt thôi như này nè. Đấy. Nói chung là cho anh em dễ hình dung nhé. Là nó giống như là nem nướng Nha Trang ấy. Nhưng mà cái cách ăn đó nha, cái cách ăn nó giống như nem nướng Nha Trang. Còn đồ ăn, các thứ đồ còn lại là khác. Của nem nướng Nha Trang là ăn với bún đúng không vậy? Ờ, ăn với bún, còn này là bánh hỏi nha anh em. Cái này gọi là bánh hỏi. Ở chỗ mấy ông gọi là cái gì tôi đéo biết, nhưng mà chỗ tôi gọi là bánh hỏi. Amazing. Cái cuốn của vợ tôi cuốn này mấy ông ạ. À. Vợ chấm vô, chấm vô. Giờ nguyên cái luôn chứ. Dạ sao? Xà lách đúng không? Hay dùng đũa đi cho lịch sự. Miếng dưa leo, miếng dưa chua, miếng khóm. Đó, quay vô cái mâm nhìn hấp dẫn nè. Rồi quay vô tay anh đi. Đó. Xong rồi bánh hỏi này. Cho nửa. Thì ăn nửa lùi thịt thôi, nói nửa lùi thịt như thế này. Rồi cuốn lại nha. Không, thấy cái cuốn anh cuốn đẹp không? Ha. Mong thấy cái cuốn của tôi cuốn đẹp không? Đẹp không? Giờ là chấm này. Thấy chưa? Nguyên con heo ăn. Không có mỹ từ tả được. Hôm bữa anh em trong team về chơi đi nhậu phí quá, đáng ra là phải cho anh em trong team ăn những cái món này nè. Hôm bữa cách đây 1 năm chờ. Hồi nãy giờ tôi ăn xong rồi tôi quên. Ví dụ nhá, anh em mình đi hai người có người yêu á, thì mình ăn một cái mâm như thế này nó, thì mình tự mình cuốn mình ăn. Còn mấy ông nào mà FA mà độc thân mà không có người yêu á, thì bán theo cũng có bán theo kiểu đấy luôn. Rồi đến đây người ta bán một cái dĩa cho anh em, giống như anh em ăn hủ tiếu là gì đó, nó có một cái dĩa thịt nướng cái thứ rồi đó. Anh em đến anh em ăn bằng dĩa, ăn bằng đũa cho nó nhanh, không phải cuốn như thế này nữa. Cuốn như thế này á, thường cho những cặp đôi không đi ăn, hoặc là vợ chồng kiểu giận nhau người ta ôm lại, người ta gọi là ta làm lành cái thứ đồ không, kiểu chồng cuốn cho vợ, vợ cuốn cho chồng đó. Còn mấy ông FA thì ăn chắc tôi nghĩ ăn đơn giản thôi, đến là kêu người ta bán dĩa ăn cho nó nhanh nhá, không cần phải màu mè giống như tôi. Mà anh em kênh chat FA nhá. Đấy, ở Cao Lãnh này mấy ông nào mà có xem tôi chắc là đa số cũng FA không á nhờ, độc thân đó chứ. À, đây ngon, này gọi là mắm nêm nha anh em. Thịt luộc chấm mắm nêm đó là cũng chấm với mắm nêm này này. Thì cái bánh hỏi này ăn cũng là chấm với mắm nêm này. Ê đây nó chấm mắm nêm gì vậy? Cải chua, cải chua thêm chứ không. Đi ăn uống không có xinh vậy mà bán thêm. Cho con thêm rau, rau sống luôn nha. Tao bán mà cứ cho hoài. Tình nghĩa mà. Hả? Còn ăn mà heo kiểu lười á. Đây ăn kiểu lười như thế này anh em à, cho nó nhanh. Là ăn heo kiểu lười đó. Nhưng mà tại vì tôi đang quay vlog mà tôi cuốn màu mè rồi. Ăn kiểu lười là ăn kiểu heo đó. Nè, ăn kiểu lười là ăn kiểu này nè. Đó. Đó. Mình chấm vô hết. Không mình ăn. Ngon. À quên mấy ông à, chắc chắn anh em sẽ thắc mắc
là cái buổi ăn hôm nay bao nhiêu tiền. Tại vì nhìn nó ngon, đúng không? Mấy ông sẽ thắc mắc. Coi là vì vậy tôi kêu thêm hai lụi thịt nữa, tôi ăn hết chỗ này. Xong rồi tôi tính tiền có bao nhiêu tiền nhá, để cho anh em đỡ thắc mắc, không là mấy ông sẽ comment hỏi nhiều lắm đấy. Yes sir. Không biết là nó có vô cái tiếng phim hoạt hình của ông Boy không, nhưng mà nếu mà có vào thì xin phép xin lỗi anh em nhé. Tại vì thằng Boy hai vợ chồng tôi đi ăn rồi phải cho nó xem vậy á, chứ không là nó quậy banh chành không ăn được. Mà để ở nhà thì không ai canh. Nào thôi, mời anh em canh chat FA thêm một cuốn nữa. Nãy giờ cuốn cái này là cuốn thứ 7 rồi đấy mấy ông ơi. À, mong ơi. Tôi ăn mặn lắm, tôi chấm là phải ngập như vậy á. Ngon quá. Ăn gì vậy? Sao vậy? Cam hiểu vậy? Cay đúng không? Cay quá mấy bạn. Mà bây giờ cái phòng quan trọng nhất là tính tiền. Để cái này mất vệ sinh quá vậy. Tính tiền cho em chị ơi. Đúng không? Đố hơi nhiều. Khoảng trăm mấy nha. 120 tầm đấy. Cảm ơn vợ nha. Nhiêu tiền ạ? Dạ, thêm 2 cây thịt. 130 ngàn. Rồi, để em lấy tiền cái. Đây. Trả tiền chị ơi. Quá rẻ. Rồi, em 50 cũng được. Rồi, cảm ơn luôn chị ơi. Ok la. Ngon, rẻ. Anh em nào coi lẩm thì có dịp qua trải nghiệm nha. Quán bánh hỏi bà Chính hình như đây là đường Tây Hồ. Đúng rồi, Tây Hồ. Trời ơi. Không. Còn bây giờ thì không. Ăn xong thì chắc là tôi đưa thằng Boy đi chơi. Thì lên trên đấy là công viên Văn Miếu nó cũng đẹp lắm anh em à. Nhưng mà tiếc có một cái là buổi tối không có quay được gì nhiều cho mong xem. Bây giờ tôi kết thúc ngày 1 ở đây để mà tôi đưa thằng Boy đi chơi. Ra ngoài tôi cũng chơi với nó chứ cầm quay hoài nó chơi mình mẹ nó giữ nó cũng mệt. Giờ tôi đang có bầu mấy ông à. À, giờ tôi đang có bầu. Vậy nha. Hẹn anh em lại ngày 2 là ngày 28. Ghê quá. Rồi mấy ông. Bây giờ là khoảng tầm 9 giờ rưỡi 10 giờ sáng ngày 28 Tết. Thì tôi vừa thức dậy hôm qua mà nhậu. Thấy quá. Lâu lâu gặp mấy bạn muốn kinh quá. Là đi chợ nó hơi trễ chút xíu. Vậy nha, bây giờ là tôi hai mẹ con tôi chạy ra ngoài chợ Cao Lãnh để mua bông đúng không ạ? Ừ, mua bông gì mà? Chưa biết, nhưng mà thấy nào đẹp mua. Nhưng mà có mua mấy cái chậu bông chưng không? Có, mua hạnh đó. Mua hạnh đó kêu đó. Nhưng mà kêu người ta chở gì chứ sao mình chở được. Đúng rồi. Vậy nha, bây giờ tôi thay đồ một cái rồi tôi ra ngoài chợ. Có gì tí nữa anh em mình gặp lại nhau ở chợ Cao Lãnh. Sau khoảng 10 phút di chuyển thì tôi đã đến gọi là khu này là khu tập lập liên hợp. Khu này là hay bán hoa kiển phải không ạ? Mẹ ơi. Đấy, nay đi chợ hoa cùng với cô Tiên. Đấy. Tết năm nào cũng vậy là cái khu bên đây là người ta bày bông ra, người ta bán nhiều lắm anh em ạ. Bán mai, bán đào, bán quýt, bán cam, bán mận, bán các kiểu loại bán. Cái gì cũng có hết. Đây. Nhiều không? Xe mẹ ơi. Hello friend. Fan. Này, chồng tôi này. Chồng tôi dắt vô tới phần đây. Làm đây hả? Dạ, em bán đây. Thì anh mua. Ok, chồng cảm ơn. Cho em chồng okay, okay, em. Em nữa. Rồi, cảm ơn nhé, năm mới vui vẻ. Dạ. Fan. Fan. Đây. Đẹp lắm mấy ông ơi. À, năm nay hay tại vì đi buổi sáng ta. Hôm qua tôi đi buổi chiều ra đây rồi tôi thấy nó cũng
vắng. Năm nay kiểu Tết cứ buồn buồn kiểu gì. Tôi không biết Tết chỗ ông, mấy ông như thế nào mà hôm nay thấy chợ cái thứ đồ bán không chạy lắm. Có chưa mẹ? Sao mua cây quất, cây hạnh gì mua cái từ gì nữa mẹ? Mẹ mua về chậu cho đẹp. Bớt không chị? Đỏ, đỏ đậm nè, em thích đỏ đậm nè. Không, càng lớn càng đậm. Nó mới nở ra hơn hồng, chị lớn là đậm hả? Không bớt nha. Không, cái đẹp bớt rồi nè. 40 được rồi. Không, không bán phải không? Không bán mua. Lấy em chậu này đi. Em mua gửi rồi, hồi xe nó chở rồi. Em mua chậu hạnh. 4 chậu đi. 2 chậu rồi hả? Này là người ta chở nhà mình thôi mà. Ờ, chút kêu xe chở với sao vậy? Đúng rồi, chờ chạy gì. Chỗ nào? Ờ, chỗ nào đẹp cho em á. Chậu, ừ, chậu bên đó đây. Ừ. Để em gửi nha, chút xíu em kêu xe chở bằng cái một. Đủ màu cái ly đẹp, màu đỏ thì nó đẹp. Này gọi là hoa gì mà? Cát tường. Cát tường, cát tường con. Nè lấy em chậu này đi. Mấy ông ơi, cây tắc đây ơi. Thấy cây tắc có đẹp không? Ngoài chậu to dưới mà. Chân thôi nó quấy mà. Đẹp nha. Chậu này đẹp nè, cái chậu này đi. Ai ai bán vậy? Không, năm nay không có chậu cao quá anh. Gì lùng lùng không? Chậu cao hết rồi. Vậy hả? Cái này nhiêu vậy? Dạ 1 triệu chậu à. Mắc như vậy? Bớt mua, không? Chị mua mấy chậu? Em mua một chậu hả? Ờ, em mua chậu hả? Một chậu bới cho chị 50 tiền xe. Trời ơi, tiền xe như không? Mắc như vậy? 1 triệu là giờ giá xả về. Còn bớt nữa không? Em mất nữa, em mua một cây. Thôi chị... trời, muốn bán nhanh lẹ chị là bới chị 50 nữa là còn 900 á. Thôi 700 đi. Rẻ quá. Rẻ đâu rẻ, 700 đi. 1 triệu hay là 10 triệu? Một triệu. Triệu chứ đâu, 10 triệu. 700 đi em lấy. Thôi thì em đâm nó đi. Chốt thôi 700 đi, giờ tôi mua tại tôi muốn mua thôi chứ mắc thấy mồ. Thôi 700 được. Giữ lắm luôn á. Đợi 700 ha. Mở hàng chú được. 700 lỗ sổ chứ. Rồi giao luôn hả gì? Đâu khó. Chứ giao. Bán đi tại chỗ. Bây giờ anh kêu xe giùm em đi. Đâu? À, em là đặng lấy 4 chậu cắt tường giùm chị luôn đi. Hồi gửi tiền xe từ đây ra phường xá là khoảng nhiêu tiền? À, bây giờ lấy lại con này nắng không chỉ mà bốn này để họ quên. Rồi từ từ đã, bây giờ cho này anh lấy cái xích đầu này luôn đi. Rồi này lên trước hả? Rồi rồi nắng. Lấy chậu này đi, là 8 nha. Rồi rồi. Dẫn xe lên mình đứng lên đây nè, đây lên nha. Dẫn đứng lên đây. Uầy, cái chậu này 800 mà nãy tôi nghe ô lộn 1 triệu mà tôi nghe 10 triệu mấy ông mà tôi hết hồn. La gì dữ vậy? Thì đã tính lại lấy mới trả tiền chứ. Rồi cho giá tiền đi, người ta quýnh chết mày ơi. 700 phải không? 800. 800 hơi mắc đó nha. Ờ bán chi phí từ bữa nha lên tới nay mà chị. Rồi em ơi. Chị đem qua đây nè. Cái khỏi bọc đi chị. Có xe để vô chắc được mà khỏi bọc đi. Ừ nè. Thằng em, ủa nó đâu mất rồi? Ê, nè, ê, cân đi đâu hả? Đây nè, mẹ tôi đang cho địa chỉ để cái anh này ship qua nhà mấy ông ạ. Thấy mà thấy không? Chậu có to như thế này làm sao mà tôi chở được? Không chở được. Hello, hello em. fan. Nói gì đây, gặp fan quá trời fan luôn mấy ông ơi. Hồi tối tôi đi ra cái chỗ khu vui chơi cho thằng boy chơi ấy, quá fan luôn. Mà lúc đó tôi dẹp máy quay rồi không rồi. Tôi quay cho mấy ông xem rồi đấy. Hello em. Fan. Được cái chứ nhờ, tuyệt vời quá. Xong giờ mẹ cho các bạn đi đâu? Đi đâu chợ Cao Lãnh. Bây giờ là... Này là khu liên hợp, con giờ đi chợ Cao Lãnh. Bây giờ tôi với mẹ tôi ra chỗ chợ Cao Lãnh. Cái chỗ mà lúc con chưa làm cái nghề này. Đúng rồi. Là mẹ tôi bán bông nuôi tôi á.
là khoảng thời bây giờ nhá, là mấy năm về trước là tầm này là tôi đang sanh sữa ngoài chợ nè. Mẹ có biết vụ lấy tiền mẹ không? Sao không biết? Mẹ con xem live stream con mẹ mới biết chứ sao mẹ biết được đúng không? Nhưng mà con lấy mẹ đâu có biết đâu. Lấy sao biết? Sao biết được. Tí có gì ra đó anh em nhá, tại vì cũng gần thôi. Từ khu Liên Hợp mẹ qua bên chợ Cao Lãnh thì khoảng 10 phút mẹ nha. 10 phút. Đẹp mẹ nha. Nhà mình có mấy cây đó. Hướng Dương này là nhập gì hay người ta trồng mẹ? Trồng ở đây xe đét thôi. Trồng bên xe đét á. Chứ bữa mày qua xe đét mày mua được gì? Mày mua cúc á, cúc nhà mình chưng nữa. Cúc mâm xôi đó, màu đỏ, màu vàng nữa. Đó, trời, màu đẹp nè. Thọ á. Qua quay hồng đẹp kìa. Hồng nào? Quay chụp em, hồng đỏ, hồng nữa. Này gọi là hồng quá mà. Qua hồng. Ủa này gọi là qua hồng mà, thấy không? Không biết mấy ông thấy rõ không? Đây tôi dơm vô nha. Để sát vô ba. Đây con có cái dơm mà. Mẹ tôi nói nóng mà tôi không tin, mới đi có chưa được một vòng đúng không? Mới đi có nửa. Cái chỗ khu liên, cái chỗ khu Liên Hợp này là nó to lắm mấy ông nhá. Mà tôi mới đi được có một cái móng chân thôi đấy. Thấy nó nóng rồi đấy. Nóng quá. Tới rồi mấy ní ơi. Chợ Cao Lãnh. Đây. Chợ Cao Lãnh. Về sơ. Uầy. Cái chợ này lâu đời lắm rồi đó. Mẹ mẹ mẹ. Cái chợ này bao năm mẹ? Năm 2000 tới giờ đúng không mẹ? Đâu, trước năm 2000 là có rồi. Lâu lắm rồi. Lâu lắm rồi mấy ông ơi. Tôi còn lúc chưa con chưa sinh ra nữa đúng không? Đây, gần đằng kia mới có chỗ mẹ bán thôi. Chút xíu rồi chưa tới mà. Lấy bịch gạo ơi. Lấy bịch gạo ơi. Không trả tiền không gì đấy. Đó. Xe đâu? Rồi bà đợi kìa, chiếc xe một chút xíu đi, chút xíu đi. Bà lấy trước đi, nhiêu tiền gửi nè. 200 đi. Nếu mà không có cho hả? Mua nguyên năm mà cho không cho bịch gạo luôn trời. Cho luôn. Mấy đứa lớn hết chơi vậy. Cảm ơn nhiều nha. Rồi đi đây con, đi đây. Chỗ mẹ, chỗ bán bông. À. Ê. Cháu cũ hồi xưa bán đây. Rồi sang lại cho ta. Hello. Trời ơi. Bán được Thảo? Được chị. Thôi, chị đi mua bông xong mà về nè. Ngồi gì ngồi. Đó là chỗ sập bông cũ hồi xưa nè. Ừ. Thanh liễu đẹp quá. Đúng rồi. Bây giờ sửa đây trông đẹp nha. Đẹp. Bữa nay trông đẹp hơn ngày xưa, đẹp hơn mẹ nhiều. Phải không? Phải không? Trong quay cái. Đá mấy hoa đẹp đó, hoa nhập đó. Trắng chưa? Ừ. Lan trắng để đi, ai không mua đem về, còn người ta mua thì cứ bán đi. Đó. Con quay mấy cái này đẹp nè, cẩm chướng nó đẹp nè. Cẩm chướng nhập. Ồ, cẩm chướng nhập là đẹp quá. Quan trọng là mình lại đây, mình cái kỷ niệm xưa của mẹ. Ừ. Thì đây. Sạp hồi xưa đây. Ủa con cũng về chơi không? Dạ con có về không? Có. Nam qua như nó gọn hơn bữa hổng không? Tập xin bạn. Đẹp trai hơn con trước nữa. Chuẩn bị nha, kiếm mai là mai nha. Nói tàu lao. Làm mai mẹ kìa phải con. Mẹ. Làm mai mẹ đâu. Kêu là ba nhưng ba trước. Tôi đang ấy. Này cho ba cha tay mới hộp quá. Ừ. Ăn trường đâu? Ủa ăn Nhật đâu? Ừ. Ừ. Bánh chậm luôn chị. Được, tại chị mà chị lấy hàng có trong năm ngái. Thôi vậy cho ăn. Đúng rồi, hôm nay bán tới vui giờ chứ kinh tế ớn lắm. Định không bán đâu rồi đó mà anh vẫn kêu ra đó. Thôi bán đi. Bán cho vui. Ở nhà làm gì? Ở nhà ăn nhậu không? Ờ, ở nhà đâu có mùi Tết. Ừ. Ra chợ thấy mùi Tết. Rồi, thôi chị đi ha. Ờ, đi chị. Rồi. Dạ mùng 2 em lên rồi Sài Gòn rồi chị. À, chị tiên giả chứ qua đâu hay gì? Ra vô vậy đó. À, ừ. Có cháu ngoại mà ông xì tiên đó. Đấy thì nãy giờ để tôi bỏ cái này vô cốp rồi đã. Mắng quá. Nãy giờ quay sơ sơ cho anh em xem để anh em biết là
ngày xưa khi mà tôi chưa làm cái nghề này thì Tết tôi sẽ làm cái gì đó. Và Tết là mỗi năm là tôi sẽ ra chợ, tôi phụ mẹ tôi bán bông ngay cái chỗ mà nãy mẹ tôi mới cho mấy ông xem đấy. Xong rồi hello em, năm mới vui vẻ nhá. Fan fan đấy. Xong rồi mình có chôm chĩa được gì thì mình chôm chĩa đấy, mình sẽ sửa ngày Tết anh em đúng không. Bịch gạo con đâu gì thấy nặng không ta? Thôi nhẹ hiu bà nội ơi, năm mới vui vẻ nha, về luôn gì thế ơi. Ấy cái chợ này nhiều kỷ niệm với tôi phải không ạ? Mười mấy 20 năm rồi sống ngoài đây thôi. Ngày xưa là bởi vậy, bây giờ tôi cứng là vậy đó. Ngày xưa mà mẹ tôi ra đây bán bông nhá là thả tôi đi chơi như thế này nè. Đó, tôi đi chơi tôi gặp ai tôi gặp tôi va chạm nha, tôi va chạm. Vậy nha mấy ông ơi, còn bây giờ thì chắc xin phép anh em là tôi dừng lại một tí để mà đi mua đồ thêm với mẹ tôi, tại vì mua thêm mấy cái đồ máy bột giặt rồi các thứ đồ cần phải xách phụ mẹ nên là không quay được. Rồi về con ơi, đủ rồi. Đủ rồi, sáng giờ đi hết tiền rồi. Đi về mẹ ơi. Rồi, hết tiền rồi. Không hề diễn thế nào nha mấy ông. Rất là thật nha mấy ông. Ôi, nó nóng nó mệt nhưng mà nó vui mà nha. Đấy, có hai mẹ con đi với nhau. Và bây giờ về. Hello anh em. Thì vừa ngủ một giấc ngon vãi cả lờ. Bây giờ là khoảng 5 giờ 11 phút chiều ở Cao Lãnh. Thì chắc là chiều hôm nay tôi dắt mấy ông qua chỗ công viên Văn Miếu đi, để cho mấy ông biết công viên Văn Miếu của thành phố Cao Lãnh như thế nào. Với lại là chỗ đấy cũng là chỗ gọi là tổ chức bắn pháo hoa luôn, hàng năm ngay chỗ đấy. Thì không biết là hôm nay là có sắp pháo chưa. Nếu mà sắp pháo thì tí nữa là ra chỗ đấy cũng thú vị phết. À, thôi bây giờ anh em mình đi nhé. Thì đi từ nhà ra ngoài chỗ đấy thì chắc cũng gần. Nói chung là nhà tôi nó cũng không trung tâm thành phố Cao Lãnh, nhưng mà nó cũng ven ven rồi. Đi chỗ này chỗ kia thì mất khoảng tầm 5-10 phút thôi, cũng không xa lắm. Thì bây giờ anh em mình chạy qua công viên Văn Miếu thành phố Cao Lãnh nhé. Tới rồi mấy ông ơi, đây là Văn Miếu. Đối diện là cái này là cái gì mà đâu phải nhà thiếu nhi đâu không? Đối diện là cái gì tôi không đéo biết luôn, nhưng mà cái chỗ này là hay tổ chức solo tô nè. Đây là đối diện bên đây. Đối diện là hay tổ chức lô tô. Đây Văn Miếu, đây Văn Miếu, đây Xuân Giáp Thìn là năm năm con rồng. Đây công viên Văn Miếu, làm sao để tả được cho mấy ông mà cái công viên Văn Miếu này nhà nó to lắm. Cái này phải có flycam ha, bay trên đầu ha. Dạ sơ. Văn Miếu này thì thời đi học và tôi lên đây khá nhiều mấy ông ạ. Tại vì hay dẫn bạn gái lên đây chơi. Ngày xưa nó không đông như thế này đâu. Ngày xưa tầm cái thời tôi đi học thì trên đây buổi tối vắng lắm. Buổi tối có vài nhóm thôi. Thì cái chỗ nào mà tối tối lại có băng đá thì mình lủi vào ha. Anh em hiểu ha. Giờ cứ thả nó xuống cho nó đi vậy. Đồ bế á. Đó, theo bà nội kìa. Đấy. Đi thôi mấy ông ơi, let's go. Giới thiệu sơ qua công viên Văn Miếu. Ở đây có thể chụp hình đó vợ. Ở đây có thể chụp hình kiểu giống như trên Đà Lạt á. Đi theo anh nè. Sao vậy? Hôm nay là 28 Tết, hình như người ta cũng chưa có sắp pháo đấy mấy ông. Đây bình thường là sắp pháo trên đây nè. Chắc khoảng 29, chiều 29 hoặc 30 là sắp pháo trên đây nè. Một dàn pháo bên đây với lại một dàn pháo bên kia. Đó. Bên đây, bên đây, bên đây, bên đây. Đây, với một dàn pháo bên đây nữa. Đó, là bắn 30 Tết là sẽ bắn ở đây. Nhưng mà tôi thì tôi xem bắn pháo hoa thì không, tôi không ra đây. Tôi ở trên quán cà phê BOB cơ. Thì trên đó là xem được, không có quay được đâu. Trên đó là xem được toàn cảnh thành phố. Với lại hôm đấy là bắn pháo hoa rất là đẹp. Thì tôi là cũng có bút phòng rồi.
book 3 vé VIP ở trên đó rồi. Thì có gì 30 anh em mình sẽ điếm cao đao, không gọi điếm cao đao đúng không vậy, à, đón giao thừa cùng tôi tại thành phố Cao Lãnh. Bây giờ thì mấy ông theo tôi ra ngoài đây. Đây gọi là có cái hồ ở đây. Hồ này không cho tắm, không cho bắt cá, cũng không cho chơi thuyền mô hình luôn. Đấy, tôi định là Tết tôi định đem cái con mô hình, cái thuyền mô hình của tôi là về đây chơi này. Nhưng mà có hỏi một số người ở Cao Lãnh thì bảo là chỗ này không chơi được. Đấy, đây là hồ của công viên Văn Miếu. Thì cái hồ này nó có cái hay là ở giữa. Đây tôi zoom lên đó, ngay chỗ mấy cái quán này nè là nó bán kem, bán kem các thứ đồ. Thì cái chỗ bán kem bên kia là ngày xưa là tôi cũng hay dẫn người yêu qua bên đấy ăn kem với lại là nói chuyện tâm sự. Chứ Cao Lãnh của tôi ngày xưa không có gì chơi chứ. Lúc mà tôi còn ở đây là chưa có Vincom, chưa xong Vincom nhé. Chưa. Nói chung là buổi tối ngày xưa với Cao Lãnh của tôi là chỉ đi uống cà phê, đi vòng vòng mình phố Cao Lãnh đi nhậu hết. Không có gì để chơi cả. Hả? Cái chỗ mà anh em nghe đang hát nhạc bên bển đúng không? Bây giờ anh em mà đi ra đó nhá, giờ anh em mà đi ra đó tôi sẽ nói tiếp bên bển là cái gì. Vì quê của anh lớn nó mới khác chứ. Nắm tay hẹn hò như lúc mới yêu nè. Nắm tay nhau chặt chân nhé, chết cha cảnh sát tới. Rồi mất xe à? Chứ mà tôi đang có giao thông mà không biết là có mất xe là gì không. Không chắc người ta nhắc nhở, Tết người ta cũng tạo điều kiện nữa mà. À cái này cổng này đẹp nè, tí giờ lên đó đi anh quay cho. Ngoan xin yêu của anh đâu rồi. À đây, đến cái chỗ này mấy ông nghe nhạc đúng không? Thì cái chỗ này là đối diện, nó cũng là khu Văn Miếu. Đó, thì cái chỗ bên kia là cái chỗ mà để tổ chức ca nhạc sự kiện tại thành phố Cao Lãnh. Thì sau khi bên kia mà ca nhạc tổ chức sự kiện xong thì khoảng tầm 11:50 hay là 11:55 gì đấy là bắt đầu là tắt hết điện bên bển, tắt hết điện thành phố thì bắt đầu bắn pháo hoa sẽ là bắn trên đây. Dạ sơ. Quá chi tiết. Đấy. Ồ, đây là trên một cái đồi giống mấy ông, tôi đi lên đồi giống mấy ông xem. Thì người ta sắp pháo trên đây thì hàng năm cơ. Thằng boy kìa. Bé ơi. Em bé ơi. Ủa. Thoải lắm rồi trên này chơi. Sao? 6 giờ nó khai mạc bên đó đẹp hơn. Khai mạc cái đường hoa nó làm á. 6 giờ là có gì mà? Nó khai mạc cái vườn hoa lớn bên đây nè. Đường hoa, đường hoa đi chán lắm. Chỗ đẹp lắm, con rồng chà bá luôn. Đường hoa hả? Ừ, hay là tí mình đi luôn hả? Là bây giờ 6 giờ nó khai mạc xong. 6 giờ. 6 rưỡi. Hay mà để xe này xong mình đi bộ qua đúng không? Đúng rồi, đi bộ qua luôn. Kế bên mà. Đó. Chúng mình để đây đi bộ vòng vòng ăn uống đây, có bán ăn uống đầy đủ. Thời trẻ trâu của tôi là tôi xem bắn pháo hoa xong đúng không? Thì sẽ nó có mấy cái xác hoa, cái xác pháo hoa ấy mà chưa có nổ xong ấy thì tụi tôi vào tôi nhặt về nhà đốt. Hỡi. Tối nay giờ cho các giờ để các bạn ăn món gì ở Cao Lãnh? Giờ thèm gì? Ăn anh. Cái bụng trình bình vậy rồi còn chưa sợ hả? Bị gượng ép á má. Ngoan xin nghiêu của anh ơi. Ngoan xin nghiêu của anh. Đâu rồi? Ghê quá anh giờ thôi quá. Giờ phải bảo đây rồi. Đây rồi, nhưng mà đây rồi. Ừ. Ghê quá, đi chợ sáng giờ chưa tắm luôn á hả? Ờ được fan. Thoải mái đi fan. Fan. Rồi tự sướng đi. Để em chụp chung tắm khoe bạn đồ. Ok. Rồi cảm ơn. Năm mới vui vẻ nhé. Năm mới vui vẻ. Vợ tôi chụp hình đó mà từ. Rồi bà đi ra đi. Dạ mua nước uống vậy? Em đâu có tiền. Gì kỳ vậy trời? Nước đi vợ. Không có tiền. Này, hãy cầm những cái đống tiền lẻ này, thích mua gì thì mua đi. Mua đi. Mua chanh chai nước. Dỗ nước gì? À, không, mày muốn nước suối dùng như bọc bé. Hãy mua dùm cho anh chai nước. Gì giỡn ngoài chân, cái này vừa dễ mà kìa. Bấm mã số sản phẩm, đọc hướng dẫn sử dụng ở trên kìa. Thì mua nước nào 10.000 đi, mua cái chai không có thâm mắp ta. Cái mua cái chai ti gì nè vậy? 37 á. Chai 37. Có tiền lẻ không mà đi. Có tiền lẻ mà.
không mua được mày ơi. Vậy sao kỳ vậy? Không biết nè. Họ được bọc đâu qua đó đi, quán cà phê nhiều lắm, bọc qua. Mà để xe bên đây được không? Bình thường, vậy có ai đâu lấy. Đó. Rồi con lấy ra đi. Đấy. Nóng quá mấy ông ạ. Bây giờ tôi với mẹ tôi sẽ đi qua cái chỗ đấy, cái chỗ nãy mà tôi bảo là có bán kem cái thứ cà phê đấy. Bởi nó quán cà phê thì đợi khoảng tầm 6 giờ là chỗ tôi mở cái đường hoa cao lãnh. Rồi để tí tôi vào tôi xem có cái gì hay hay quay cho mấy ông không. Còn không thì chắc là thôi. Anh em mình nghỉ ngơi tí, xong rồi tí nữa là tôi sẽ dẫn mấy ông đi ăn món gì. Ăn cái gì mà? Bánh tằm Mỹ Ngãi. Bánh tằm Mỹ Ngãi ăn nhiều quá không? Tại sao? Của người ta con. Hôm bữa tới giờ tôi làm vlog là toàn là ăn với uống thôi. Hồi đó giờ anh yêu ai á, chưa bao giờ anh làm bất kỳ một cái điều gì cho người con gái của anh cả. Đâu có em và mẹ anh mà. Ngay cả, cầm giùm anh coi. Ngay cả cái việc mà đi mua này mua kia nhá, anh rất là lười, không bao giờ anh đi. Nhưng mà em là vợ anh thì nó sẽ khác. Như cuộc đời này chỉ toàn là dối trá, anh sẽ bỏ hết tất cả mọi thứ ngoài chị. Nếu chàng đường dài sảng khoái tập trung bật tung tâm trí. Fan fan biết anh hả? Dạ biết chứ. Vô tấm hình làm kỷ niệm đi. Dạ. Đây tôi vô bạn tôi. Dạ. Đây đây để tôi đến luôn. Được cái này gặp được Rambo nha. Ok cảm ơn mấy anh em nhiều. Dạ, ok cảm ơn cảm ơn. Fan fan. Bây giờ chắc xin phép anh em là tôi kết thúc ngày 2 ở đây. Tại vì tí nữa đi ăn bánh tằm thì tại vì tôi cảm giác là mấy hôm nay tôi đi ăn quay cái mông nhiều quá, thành ra xem nó sẽ bị quải. À, thôi xin phép anh em là ngày 2 tại Cao Lãnh. À, về quê ăn Tết thì kết thúc ở đây. Ngày mai thì là ngày 29 âm lịch. Thì ngày mai là được vợ tôi là mua đồ Tết. Đó thì mua 3 bộ. Bộ 30, bộ mùng 1 với bộ mùng 2 là 3 ngày chính. Đúng không vợ? Hứa ở nhà. Vậy nha mấy ông, mai gặp lại buổi trưa vợ tôi sẽ đưa tôi đi mua đồ Tết. Mua đồ như thế nào thì ngày mai anh em sẽ biết. Đây là vợ tôi không đang ngủ nhưng mà vẫn bị tôi lôi đầu thức dậy. Tại vì hôm qua là hứa là đi mua đồ. Đi mua đồ Tết cho con ngoại. Giờ con đi sắm đồ Tết để tối nào, ngày mai con đi đón giao thừa. Tí về con mặc cho ngoại xem đồ đẹp lắm. Mày mua tao tạo cái đập hay gì? Không có, tí đi ngoài đợi con tí con đi mua về con mặc cho ngoại xem. Ừ, đồ... mày mua cho ngoại cái đầm hay gì nữa? Ngoại mặc đầm được không mới mua. Thôi bây giờ tôi đi ra cái shop đó nha anh em. Thì cái shop mà bán quần áo thì nó cũng gần đây thôi. Xong rồi tôi ra ngoài rồi có gì tôi quay tiếp cho mấy ông nha. Giờ quay qua đây coi. Trời ơi đi mua đồ sao này mặc đồ đẹp vậy? Thôi tầm giờ này chắc đi xe máy đi anh em mà tại vì mà cái gì đi xe hơi hả lười chạy lắm xe máy được không? Báo thì mà đi ấy ra mua đồ báo ngại lắm. Thôi để anh dở giờ đi cho giờ đợi nắng nha. Thôi thế là quyết định là tôi sẽ lấy xe tôi đưa vợ tôi đi tại vì vợ tôi có bầu giờ nắng quá giờ tôi lười. Lên xe đi. Mua nước gì? Hình như là chưa mở cửa thì phải. Không có chìa khóa. Chìa khóa để em xe rồi, giờ vô trọng lấy đi. Tôi sẽ để xem tí như thế nào tình hình như tình chìa khóa trong kia gì rồi, lấy em anh chìa khóa. Để xem tình hình như thế nào. Ví dụ mà đồ mà ok cái thứ đồ tôi mua về làm GA cho mấy ông. Nói chung là mình về đây mình phải mặc đồ đúng style nó mới gọi là dân chơi đấy mà. Không? Tôi thì tôi nghĩa được bộ rồi đó ha. Mà cứ ngày mai bắn giao thừa là tôi mặc full bộ đó tôi đi thôi. Tí về chắc quả tôi hết hồn. Đây. Bộ đồ đó là gọi bộ đồ này. Bộ đồ đó là bộ đồ đây. Đó, tí tôi mua cái combo này nha mấy ông. Combo này là 30 Tết, tối 30 Tết mình mặc xem bắn pháo bông xong đúng không? Mình về mình ngủ, xong rồi mùng 1 mình đi đánh bài là tới công chuyện luôn mấy ní. Giờ không mở cửa hả? Cầm cho anh đi.
Rồi giờ chào các bạn đi. Giờ đi mua đồ cho ai? Cho em. Mua đồ cho con báo. Tí giờ chấm điểm thật nha. Anh mặc thử mấy bộ đồ. Rồi vậy nha mấy ông, giờ tôi chạy xe ra ngoài kia đây. Ok, tới cái shop mà tôi mua quần áo rồi mấy ông ơi. Giờ tôi vô tôi hỏi có cái combo đó không đã. Anh cho em hỏi có... Ê, vô vậy? Shop mình có combo này không anh? Em mua đi đá gà cái. Có áo nè anh. Có áo hả? Đâu anh cho xem cái áo cái. Đây nè không? Trời ơi đúng đời luôn. Còn size hay nhỏ. Mà em mặc size, anh mặc size gì vậy? Lấy em size L cái anh trai. Hết rồi, cái này kiểu mình mặc áo khác chơi rồi. Trời ơi hết rồi hả? Mua đồ thử đi chứ em tặng áo này luôn. Nhưng mà em cần mặc cái chứ. Có ví dụ size to hơn xíu cũng được anh à. Size to hơn xíu cũng được chứ em không cần phải chuẩn size của em đâu. Hết luôn rồi hả? Ồ cái đó nó mới vào phơm mới chứ. Ờ à, cái này được với em nè. Này được đúng không vợ? Nào vợ? Này đúng không? Này vợ nhìn nó báo dữ chưa? Trời tôi phải đi qua mai tôi đi gặp mấy anh em phải mặc đồ nữa. Xanh. Có màu xanh chứ mà này. Màu này hả vợ? Hay lấy em cái này đi. Còn quần. Hay được không? Được thấy được được. Dạ nó quần anh mặc quần size gì vậy? Size L anh. Quần anh lấy em size L đi, đít em hơi bự á. Cỡ 32. 32 đi. 32. 32 được á. Cái này 30. 32 được anh ơi. Để tôi coi size. Lâu lâu tranh thủ Tết được vợ dắt đi mua đồ mình phải bào tí không à. Tôi xách nào, tí anh lấy một cái luôn. Nào vợ. Đó có cái chữ à. Nào tí lấy cái túi này nè. Thôi, cái túi đâu có giống đâu, túi dưới. Túi này hả? Ở giữa bên trong. Túi này. Chữ này màu đỏ nè. Đây hả? Ừ. Túi này hả? Ừ, đây vô. Nào vô đây này. Lấy luôn, lấy luôn. Lấy luôn cái túi này luôn. Mai anh em biết à, mai mùng 1 rồi tôi có đi 30. À mai 30, 30 thì mình bắn pháo hoa. Xong rồi mùng 1 rồi tôi có đi đá gà đúng không? Mình sẽ chơi đúng style. Đó. Này vợ mặt phải phành cúc ra nó mới đẹp vợ hiểu không? Đúng vợ. Sao vợ cười? Sao mua cây lao? Bộ phơm phết đó chứ. Đầu nãy giờ bảo mặc cái này dưới quần nào? Quần nãy hả? Hai quần trong kia anh à. Hôm thay đại đây luôn được không? Đây nè, nó đứng đây nè. Nhưng mà em đâu cởi quần ra mặc quần trong mà. Quần này nó không mặc. Không có phòng. Thôi là bộ này là mặc 30 hay mùng 1 vậy? Bộ này mặc 30 đúng không? Đưa cặp. Cặp kìa, cặp. Bộ này mặc 30 đúng không vậy? Đó. Lấy cái mũ cái nữa. Bộ này là anh mặc 30 đúng không? Nghiêm túc quá. À, mũ Doraemon đi cho giống anh. Anh đi. Mũ này nhiêu anh? 550 anh. Sao vậy? Ờ anh thấy giàu phơm lắm á. Khùng cái gì vậy? Sao? Ok đúng không? Vừa chứ nha. Áo vừa nêm á. Đúng. Sao vợ cười? Ok lấy tính tiền đó nha. Rồi với lại lấy em thêm bộ này đi. Tôi vô lấy em cái quần sọt đúng không? Quần sọt này tí về thay cho ngoại xem. Rồi lấy em cái này. Bộ này với lại bộ em đang mặc. Áo cho nó chung size áo này đúng không anh? Thế là một dừa đây anh lấy luôn cái này cho em. Lấy luôn cái này luôn. Xong. Tôi mua được hai bộ. Một bộ 30 với bộ mùng 1. Sáng mùng 1 được tôi mặc. Quá tuyệt vời. Shop nằm ở 111 Phạm Hữu Lầu. Đúng không anh? Dạ. Xong.
Cảm ơn bà xã đã tài trợ. Trời ơi, đúng đời luôn á. Rồi giờ cắt vô cấp cho anh đi. Cắt cấp sau, cắt cấp sau. Để vô cấp đi cho để tí mua đồ nữa mà. Vậy nha mấy ông ơi, bây giờ chắc là tôi đi mua bánh canh cho con trai tôi. Xong rồi tôi về tôi thử đồ cho ngoại tôi xem. Hẹn mấy ông ở nhà tôi nhé. Khoảng tầm 5 đến 15 phút nữa thôi. Ok. Cầm cho anh vậy. Mà buồn cười quá. Không, vô cái ông đó không biết mình đúng chọn đúng cái combo báo luôn. Dạ thấy không vậy? Hello, hello mấy ông. Sau khoảng nửa tiếng tôi đi mua đồ thì giờ cũng mua đồ xong rồi. Giờ tôi lấy đồ tôi thay cho ngoại tôi xem coi ngoại tôi có bất ngờ hay là không. Rồi tôi báo bà ngoại tôi cái. Ngoại ơi. Đâu rồi? Họ ngoại ngồi đó đi để con mặc vô cho ngoại xem. Bây giờ ngoại ngồi để con xíu con thay từng bộ ra ngoại chấm coi bộ nào đẹp để 30 Tết ngày mai con đi xem bắn pháo hoa. A few moments later. Gì? Mọi người xem nghiêm túc coi, thấy đẹp mà nãy khen quá trời luôn á. Này là mặt 30 Tết nè. Ngoại sao? Đẹp mà. Đẹp. Mà đi giống như mấy cái thằng mà nó ấy đó. Không có đâu, cái cặp này để đồ nè, kiểu mới mượn. Gucci đâu dữ trời. Đó mới lớn cái đồ như này không á. Đúng ngoại. Hai bên túi có hai chim bay đâu ạ. 30 Tết, tới gần mặt thiệt á. 30 Tết là nhà mình đi xem bóng pháo hoa. Là con mặc cái bộ này nè, đi Tết này nè. Bộ kia khác nữa hả? Ừ, xong rồi cái gì mùng 2, mùng 3 là cũng xuống mùng số 8 là mình cũng bài luôn. Hả? Cái style đi đá gà nè, bạn hiểu không? Mặc cái quần ngắn như thế này nè. Là con mang được là chạy nó nhanh. Nhưng mà nhìn ngoại chấp được không? Mấy điểm? Được, đẹp. Đẹp đúng không? Kiểu nhìn con trẻ đó đúng không? Trẻ mà trẻ trâu á. Mày thấy sao mẹ? Ok mà. Đẹp. Ok mà, trời. Trong vườn mới ra mặc đồ vậy không đó. Vậy nha mấy ông. Tôi sắm được mấy bộ đồ Tết rồi, ăn Tết với gia đình rồi. Còn bây giờ thì chắc là mình tạm dừng ở đây. Còn tối nay là tôi không biết là có ăn cơm lòng hay là không. Nếu mà ăn cơm lòng thì tôi sẽ quay cho mong xem. Thì mấy thằng bạn của tôi nó cũng khá bận. Với lại là cái mic ở trên đây nó cũng hết pin rồi. Nên là anh em nghe cái đoạn này nó sẽ hơi khó chịu chút xíu. Nhà mong anh em thông cảm nha. Còn bây giờ thì chắc là tôi thay đồ hơi nóng quá mẹ. Nhưng mà đẹp đúng không mẹ? Đẹp. Đẹp đó chứ, chọn hôn con cái coi. Đúng đời. Rồi nãy mua 3.500.000. Chỉ khoảng 4 triệu. Dạ dạ mấy ông. Có gì tối nay mà ví dụ mà cứ đi ăn cơm lòng thì tôi sẽ quay cho mong xem. Còn không thì để tôi tính phương án khác coi tối nay có cái gì không. Nhé. Thì bây giờ là khoảng tầm 11 giờ rưỡi. Thì tôi có hứa với mong là hôm nay tôi dẫn mấy ông đi ăn cơm lòng Cao Lãnh. Nhưng lần này nó sẽ khác lần trước. Là tại vì tôi xuống một cái chỗ của cô này bán cũng khá nổi tiếng Cao Lãnh. Cô này tên là cô Ngọc. Thì từ đây vốn tới đó là khoảng 10 phút. Thì bây giờ anh em mình bắt đầu nhá. Ok. Từ trên thành phố Cao Lãnh của tôi mà chạy xuống đây là khoảng tầm 15 đến 20 phút. Đây gọi là chở cái gì rồi? Ngã ba An Bình đúng không? Đấy, lên trên đây là có một cái cầu. Anh em quẹo trái. Anh em ở Cao Lãnh nhá, mà chưa ăn của chỗ này nhá, thì lên trên đây là nó có một cái ngã ba. Quẹo trái qua vô cái lò này là lò mổ heo. Đó thì mấy ông cứ vào đấy, mấy ông gặp chị Ngọc chạy tới cuối đường. Đấy. Để tôi quay cho mấy ông xem chi tiết luôn. Đây nè. Không phải chỗ này á. À. Đây là cái lối xuống của cầu Cao Lãnh. Đây nè. Từ cái chỗ này là mấy ông quẹo trái rồi. Đấy. Xong là chạy tới cuối đường là tới cái lò. Nhưng mà từ đây tới cuối đường được mà đường này nó vắng phải liền mấy ông nhé. Thường nếu mà đi á, mấy ông phải đi đông người chứ mới đi ban đêm như thế này sợ phải luôn. Mấy ông nhìn không? Đường vắng que. Đấy, tới rồi đó. Để xe ở trong đúng không rùa? Giờ ông ăn gì mua chuối? Không cho tôi ăn gì ăn đó tao ơi. Vậy ăn lòng xào với luộc nha. Xào với luộc với chị Ngọc ơi.
Yeah. Đây là chị Ngọc, chị chủ quán. Nay cho lên YouTube một tí. Bán được, bà bán được mấy năm rồi ta? Lâu à, chục. 17, 18 năm đó, 17, 18 năm đây. Đầu bếp, bếp trưởng. Chị Ngọc chỉ đi lấy lòng xong rồi chỉ làm. Thì có lúc làm mà tôi sẽ quay cho mấy ông xem. Anh em copy được gì thì copy ha. Tại vì tôi đi bao nhiêu tỉnh rồi nhá. Tôi thấy là cao lãnh của tôi là bán cơm lòng thôi, đúng không rồi? Mỗi cao lãnh của anh em tôi là bán cơm lòng thôi. Cái chỗ này là gốc, theo tôi biết đó nha, chỗ này là gốc của món cơm lòng mình luôn đó. Ngày xưa à? Ừ, từ xưa giờ luôn. Ừ. Xuất phát từ những người mà người ta làm heo á, người ta đem lòng xong lên, làm xong người ta ăn đúng không? Ra ta nấu ăn đúng không? Ngon quá. Rồi bà chị đây là muốn phát triển lên luôn. Đúng rồi đó. Bây giờ giờ món cơm lòng thịnh. Nói chung là ăn là có chị Ngọc chỉ làm nước mắm mình tự mình làm. Làm nước mắm với muối ớt đúng không? Đây 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 lòng. Đấy. Đấy, lòng đó, anh em thấy không? Trong đây là có những cái gì chị Ngọc? Chẳng đầu, vô cùng lộn. Chị có này 17 năm luôn hả chị? 17 năm mà. Tự ý, với cuốn tim. Dạ, nói cái này là lúc chưa nấu chín mấy ông nha. Đấy, lòng là như thế này. Đây là ông bạn tôi làm nước mắm mấy ông nha. Này nước mắm gọi là muốn cái khổ luôn rồi. Mắm tỏi ớt đây. Giờ ý mấy cái tỏi rồi. Mấy cái tỏi rồi chịu có ớt. Ngày xưa bọn em nướng kìa. Đấy. Cái này nước mắm chắc dễ đúng không? Tỏi ớt. Đường bột ngọt. Ông anh tôi là cũng đang độc thân nha anh em. Độc toàn thân nha. Chị Ngọc hôm nay bao nhiêu tuổi chị Ngọc? 42 trẻ quá, anh tưởng 32 không á. Thiệt, trẻ thiệt. Nhìn chị Ngọc bao nhiêu năm quay về trẻ thiệt. Ẩu rồi đó. Ổng ngủ rồi đó, hên ổng ngủ rồi, bình thường có ổng đúng không chị? Đúng rồi, giờ này cũng ít khách rồi đó mình. Dạ. Thường đông khách là giờ nào chị Ngọc? Thường đông khách là 8-9 giờ đó. 8-9 giờ đang đông nhất gì? Đó. Nói chung chị bán đi tour nhiều lắm chứ, đi tour. Đi tour rồi ghé ăn cái gì? Đúng rồi. Cũng như đặt trước chị đó, rồi ghé rồi ghé. Dạ. Ship sao năm trước bá ship cho mình còn vậy? Ship đi. Năm ship chị tặng cái nồi em, chị nhớ không? Dạ. Đó thì nói chung là cái lòng này mấy ông mua gì là chắc nhỏ như này đây. Cho mình đem đi luộc với xào. Chị có câu lẩm mình mới có món này hay chị Ngọc? Em đi bao nhiêu tỉnh này, nói cơm lòng không ai biết chứ. Có mình có lãnh mình hả? Dạ. Cái này là phèo hai da nè. Cái này là gì chứ? Phèo hai da. Dạ. Ở đây là có nhiều món lắm, có khìa không chị ơi? Thôi khìa không ngăn ngắn. Có khìa, có chiên, có xào, xào khóm dưa leo, rồi xào kẹo, xào nói chung đủ món á. Món xích này chợ ở đây người ta hay ăn nhiều nhất là món gì chị Ngọc? Xào kẹo với hành tí cũng có món đó, tôi quay cho mong xem. Ngon. Tại vì ở trên thành phố xuống là hay thích ăn cái xào kẹo. Quay thường Tết về đây đua xe là chắc ghé ăn đúng không chị? Dạ dạ. Mình làm cái đầu này nó ăn nó giòn ngon lắm. Nó không phải như là thịt heo ngoài chợ mình mua thịt tùy bởi rồi là không đúng. Cái này là bánh cánh đầu. Dạ. Chiên ăn nó giòn. Đổ mắm quỳ đều lên xong nặng chanh nữa là dứt. Đó, mắm. Công thức. Mong cứ làm thử đi. Ăn có giống không? Không giống thì chắc chắn là anh em phải có một chuyến xe về Cao Lãnh rồi đó. Về Cao Lãnh nếu qua tới An Bình cứ hỏi quán chị Ngọc ở đâu cho chỉ cho. Bây giờ chị làm luộc hay là gì trước vậy chị Ngọc? Chị đang luộc với ăn xào. Luộc với xào trước luôn nha. Rồi một chút xíu chị mới chiên. Tại vì chị bắt qua hồi trước rồi đó chị chiên. Đầu tiên chị Ngọc chỉ làm là món
xào kẹo giống không? Gọi là thế, xào kẹo tỏi thơm quá. Cái này mà mấy ông xem đang xem ban đêm chịu gì nổi, đói bụng chết. Dạ, tỏi nó vàng xong chị mới cho đồ vô. Không mà lâu 4 năm gặp chị Ngọc lại trẻ thiệt. Thiệt. Đám cưới ai nữa? Nhầm rồi đó. Hàng Duy, Hàng Duy hả? Có đi. Chị có đi hả? Không có xuống đèn cơm, chị nhớ có xuống. À đúng rồi, ăn với đúng rồi, ăn xanh nó đặt bà đúng không? Dạ đúng rồi. Mồm thấy không? Chị Ngọc chị cắt miếng thịt nè, ăn nó ngập mồm. Ăn nó ngon, ăn nó ngập mồm. Dạ đúng rồi. Ăn nó không đã, nó không sướng cái chị. Dạ. Mình mua theo số lượng rồi đúng không chị? Đấy. Này là khi ô lô cái này là xào xong giờ lên bên đây là bà làm cái nồi luộc rồi nè, thành phẩm rồi nha. Đấy, nước mắm nó hơi như thế này, chanh là mình lát vậy thôi xanh chứ không chứ chung đâu. Là mình ăn rồi cảm biết rồi. Còn đường nè, nếu mà thiếu đường thì đường má nhìn nó giống vụ khách tiệp quá anh ấy. Tôi, học máu ní mấy trong chùa về đầu bếp á sao được á hả, nó là phải có cái hậu ngọt nha, cái mặn quá không đưa rồi, đưa rồi ngon á, có hết nước trắng không, hết nước trắng không, chúng ta ăn hết muốn về luôn. Để mày ông để bắt nhờ mình về qua bàn này đi. Mình về qua bàn này nè chó sạch. Tưởng cái tô này, cái tô đựng đồ ăn đúng không, mà đéo phải luôn nha. Xuống đây là ăn bới cái tô cơm vô đây. Mà ở đây có một quy tắc á, là ông bới nguyên tô cơm đúng không? Ăn nửa tô cơm mà không hết đấy thì là không được gì. Đó. Bới nhiêu ăn nhiêu nha. Tô cũng hơi to đó. Chị Ngọc là kiểu bà bán nhiều quá xong rồi giờ nhà bà có trồng xả luôn phải không? À, thiên nhiên cứ hết là ra ngoài vườn hái thôi. Thức đi mày, ngủ gì mày? Con này mới nuôi chị? Con này là mới nuôi. Cái nó mới giòn được từ trong ra ngoài nó mới ngon. Cái này là chiên đúng không chị? Đó là cái này là chiên nha mấy ông. Vô đi để em đứng ngoài góc này cho đẹp. Đó. Đấy, chiên nha mấy ông. Này toàn ba món. Đúng không? Ví dụ mà mỗi một đòn xuống ăn phải nấu một nồi cơm mới như thế này. Đó. Này là chưa chín nha, tí nữa còn hơi ướt. Cái này là xào, mong xào một tí rồi nó tự động nó kẹo nước lên nha. Có đổ thêm nước gì không chị? Đấy, cứ xào như thế này. Một tí là tự nó kẹo nước lại. Bây giờ nó đang màu trắng nha, tí mong nhìn nó màu khác. Trông ngon. Đó, ướp đồ không? Công thức của chị Ngọc hết. Mà làm giống hay không nó là chuyện đúng không chị? Khó lắm. Ông mở tiệm ông mở Hà Nội đi, tôi lên tôi nấu chưa? Rồi, mà phải có bếp, tay tôi cũng định nó thật á ta. Thiệt mà trời, tôi đầu bếp mà ông giỡn hoài. Má chào. Có ông ní để biết gì sắp xếp ní. Tôi biết nấu ăn mà trời. Cái xào này là Kinh không bao giờ Kinh để muối vô là nó chẳng lè. Chỉ là nước mắm rồi còn cái luộc xả là Kinh có để muối chứ không để nước mắm. Dạ. Nó phải khác chứ đâu phải là cái nào Kinh cũng hay để muối thì nó mất hết. Cái công thức này là mình tự ấy hết hả chị? Cũng như là nấu thường ăn nhà thôi, rồi cái từ cái theo cái hương vị của khách hàng đó thôi. Dạ dạ. Nói chung chị Ngọc ăn sao chị Ngọc nấu vậy? Đúng rồi đó. Giờ mình người ta ăn theo, người ta thấy ngon người ta ăn đúng không chị? Bây giờ nó bữa nay chị xào cho em hơi đạm chút, đừng có ngọt hoặc là đừng có mặn gì, chỉ theo ý chứ. Dạ. Đấy, đây là chiên. Đó, ba món. Một mình chỉ làm hết, mình chỉ cân hết.
có cần sóc lên không gùa, không sóc lên cái gùa. Bằng cái đũa hay sao ấy, tôi đang quay làm sóc sóc đấy, nó lên rồi. Còn chắc con canh cũng đúng rồi. Đấy. Mấy cục này chiên lên ăn ngon lắm. Trời ơi, chiên, ồ, mấy cục này. Đây gọi là chẳng đầu. Ừ, chẳng đầu ấy nè. Ăn nó không có bị ngán nè. Chết rồi, chết rồi. Mong xem vlog của tôi đừng có xem vào ban đêm nha. Chết. Xem vào ban đêm rồi, không chịu được đâu. Con ban đêm bắt xe về cho lẳng luôn. Ừ, chết đấy. Sửa sàn chín đúng không chị? Sửa sàn chín rồi. Bình thường một món vậy là bao lâu chín chị Ngọc? Chắc có 20 phút thôi. 20 phút nha mấy ông. Món xong trước nha mấy ông, này là chiên nha. Chiên đó, chín rồi đó. Đấy. Đây để em bưng ra cho chị Ngọc ơi. Nhúng nước mắm nữa chị. Thì một món xong trước chiên nha. Chiên nha mấy ní. Đó, nhúng từng cái xong rồi vớt ra cái đĩa màu trắng này. Chết. Đấy. Chỗ này bán cơm là ăn bằng với dòng dĩ cái tô ém xuống á. Bằng cái tô nha mấy không? Cái bát. Mà ăn không hết là không có được về nha mấy ní. Bới vừa ăn. Bới vừa nêm thôi. Đó. Cơm. Là cái signature của chị Ngọc này. Sầu kẹo signature của chị Ngọc. Mà những món mà khách người ta xuống đây người ta hay kêu nhất. 90% là lúc nào ăn cũng phải có món này. Đúng rồi. Ăn bao nhiêu món cũng phải có món này hết trơn. Đó, sầu kẹo với lại hành. Ôi cái này mà chấm nước mắm thì hương gì chịu nổi anh em nhờ. Dạ, cảm ơn chị luôn. Sao không thuê người làm tiếp chị Ngọc? Làm cực quá. Nói em thất nghiệp về em đăng ký bà đó nha. Rồi, vậy nha. Và anh em hạ neo thôi. Đây cho tôi ngồi bên đây đi. Cậu ngồi đây đi. Đây tôi ngồi đây nè. Rồi mời gùa mời anh em ăn đi với gùa. Rồi mời anh em thưởng thức món cơm lòng tại Cao Lãm nha. Rồi chấm đi, tôi để chấm cho nó ngập mồm. Đó. Chấm dữ ta. Vô miếng cơm đi chứ. Vô miếng cơm nữa, đúng rồi. Vô miếng cơm nó chết người. Từ từ. Đổ cái gùm tay á. Quá đã. Quá đã như này phải giảm giá chị Ngọc ơi. Đúng rồi fan. Rồi tới fan đi fan. Má nhìn tưởng vô khách tiệp không hết hồn. Mời tất cả mọi người nha. Cho bà chụp cái kìa. Cho chị Ngọc ơi chị chụp cái kìa. Rồi chị Ngọc ơi. Đấy. Chúng mình hôm na như vậy cho anh em hiểu là cái cơm lòng ăn như thế nào. Chứ là lòng mình đem xào, mình đem luộc, mình đem chiên. Xong rồi ăn với cơm trắng thôi. Mà đặc biệt là ngon hay không nằm ở chỗ của người pha nước mắm nha. Đó. Chị Ngọc là khoảng 9 nút rồi, ông xanh này phải thêm 1 nút nữa mới 10 nút được. Ok. Rồi ăn thôi. Thử nào. Dạ. Em ăn đầu quá, em ăn không được. Được rồi. Cái nắp ra là ăn gì? Rồi. Anh em mà có đi du lịch miền Tây vừa Cao Lãm thì ghé đây. Nhớ bảo là xuống đây rồi. Tại vì tôi giới thiệu mới biết nha. Thì nửa Tết về ăn chiên Ngọc có giảm giá thôi không. Ăn thử miếng chiên đi. Cái này là chiên nhớ không. Cái này là chiên nhớ. Có bình thường ngày xưa mình năm chén muối rồi mình ăn cái gì tâm. Ăn luộc rồi nè. Ăn luộc rồi. Ngon. Muốn ớt mỗi lần nữa. Được rồi chị. Cái này gọi là cái gì? Cái đó là nạc chuột. Cái này gọi là nạc chuột chứ mà. Chấm vào nước mắm. À, nước mắm là phải ngập cho nó ngập như thế này. Cái này là gì? À, miếng nhẫn đồ.
À, miếng này là miếng chiên đúng không? Nói chung mà chấm nước mắm này cái vị nó nhá. Tôi tảo qua cho anh em nhìn kèo kèo luôn, mấy ông biết nó ngọt ngọt đúng không? Nó ngọt ngọt, chua chua, thanh thanh. Đấy, kiểu vậy. Không phải là tả. Mà ăn không vậy là nhiều khi hơi mặn rồi. À, coi sao mình phải ăn với cơm trắng là vậy. Ngon hả? Nhanh chưa? Rồi, gấp cho tôi mở rồi, ok. Tôi phải ăn thêm tô nữa. Tô nữa chứ, cái này chưa đủ đô. Cái này là gì ta? Cái gì chấm theo nè. Đó là hầm xôi, mâm xôi. Mâm xôi á. Mâm xôi á, đấy. Cái này gọi là cái mâm xôi nha mấy ông. Còn khói luôn mấy ông thấy không? Đấy, lại chấm với nước mắm. Rồi, vậy. Đấu lại rượu mắm. Còn một chén nữa rồi. Này mà đăng lên đập một mẫu hai tháng rửa mình nhiều lắm mất lâu cầm hành nha. Tôi hết cơm rồi, tôi phải lấy thêm bát nữa, ăn bát nó không đủ đô. Với một tay à, được rồi, được rồi. Thôi tắt luôn bế. Mời mấy anh em kênh chat FA thêm một bát cơm nữa nhé. Rồi một tô cơm nữa. Hồi nãy mình mua nhiêu ta? 4 số. 4 số. 4 số là 400. Ăn khoảng tầm 7 người là còn dư nữa nha mấy ông. Ăn muốn hết. Nhiều. Làm cái tự ý cho anh em xem Tân. Này gọi là cái tự ý đúng không? Nãy là cái nồi cơm ở ngoài thôi. Tự ý á. Cơm đây là cái nồi cơm kết thúc nào. Mời mọi người nha. Đấy. Cơm mới là vậy thôi. Nãy giờ không ngừng đũa luôn. Béo đi phụng. Vừa chán này không? Ừ, món này hay lắm, vừa ngon. Chán chán liền á, để hơi nó nguội rồi nó sẽ mê chán. Ngán. Rồi giờ bỏ đổ múc muỗng luôn chứ. Chứ chan nước rồi sao gấp phê nó. Xin phép. Ừ. Mời mâm cái tự ý nha. Ủa cái tự ý này là cái gì? Bộ phận gì của heo ta? Nó nằm gần mấy cái mỡ của khúc phèo á. À, ngay be sườn đúng không? Ở trong nội tạng á. Nội tạng lắm hả? Nó nằm dính với mấy miếng phèo á. Này gọi là tự ý nha mấy ông. Cái tự ý mình biết làm không? Chiên. Ừ, tự ý chiên như đất khét vậy. Lột chấm nước mắm. Đấy, thịt nè, thịt mỡ nha mấy ông. Đâu bà Ngọc bà ship ra đó. Bà ship lên tới chỗ điện lực á. Cho luôn cái nồi luôn. Cho tính tiền cái gì không nội. Không nhét được nữa rồi. Đấy. Hết rồi. No thiệt. No thiệt. Xin lỗi anh em trước nhờ ở cái. No. Bây giờ là 12 giờ mấy gần 1 giờ rồi. Thì giờ tôi ăn xong rồi chắc là tôi cũng chạy về nhà thôi. Mình kết thúc đêm 29 tại đây. Ngày mai 30 thì chắc là chỉ có pháo hoa giao thừa tại Cao Lãnh, xong rồi tôi chúc Tết mẹ tôi thôi. Mà chắc là cũng kết thúc vlog ở đây, tại vì tôi thấy nó cũng dài rồi, mà cũng khoảng tiếng rưỡi 2 tiếng vậy đó. Mà nhiều quá xem nó sẽ quải. Có gì ngày mai anh em mình gặp lại nhau nhé. Bây giờ chắc là tôi ăn nốt tô cơm xong rồi về nhà thôi. Về nhà mấy ní. Chúc anh em buổi tối vui vẻ. Hello anh em nhé. Bây giờ là 30 Tết. Thì năm nay cũng như năm trước thôi, là tôi cũng đi xem bắn pháo hoa ở công viên Văn Miếu. Thì phải đi ra ngoài trước, tại vì ví dụ anh em mà đi cận giờ quá thì không có chỗ để xe, tôi đi xe. Thì sẵn ngoài là tôi cũng có book một phòng khách sạn luôn, có gì ngủ tại đó lại. Tại vì sau khi bắn pháo hoa xong về nó cũng đông, nó cũng tắt. Đấy thì bây giờ anh em mình ra chỗ mà khách sạn á. Cái khách sạn mà ngày, đúng rồi, khách sạn BB mà ngày xưa mà
mấy anh em trong team mà về chơi đấy, là tôi có book một khách sạn đó cho mấy anh em trong team ở đấy, là đúng khách sạn đó luôn. Bây giờ anh em mình lên đường nha, từ đây ra đó cũng gần thôi, 10 phút. Yes sir. Nóng lắm, nóng lắm. Vậy nha các tình yêu ơi, hôm nay 30 Tết rồi, nhanh thật đấy. Vừa về 27 mà lây hoay là đã, hôm nay đã 30 rồi. Sáng ngày mai thì lịch sáng ngày mai là tôi với mẹ tôi có đi chùa với nhau. Thì thôi, hôm nay cái tạm thời tí nữa mình đón giao thừa cùng với nhau đi. Ở dưới đây thì tôi xem pháo hoa hơi sớm. Hình như ở Sài Gòn là bắn 12 giờ vậy. Ở đây bắn có 10 giờ phải không ạ? Thì bắn xong mà để mọi người nói gì dữ vậy? Bắn xong thì để mà tan về hết thì khoảng tầm 20 đến 30 phút là tôi về tới nhà. Đấy, xong rồi ngủ sớm thôi. Để ngày mai đi chùa với lại đi miễu ông chủ bà chủ. Anh em ở Cao Lãnh biết miễu ông chủ bà chủ là cũng khá thiên ở dưới đây. Ngày Tết năm nào là tôi với gia đình cũng như thế hết. Xong là tôi ở chơi thêm đến tối mùng 1, mùng 2 là tôi sẽ lên lại Sài Gòn. Đây, cái sàn BOB. Tới rồi mấy ông ơi. Lên trên ngoài phải nữa là tới. Đây, tới rồi mấy ông ơi. Đấy, chỗ bắn phút. Sure. Đây, trước mặt tôi là khách sạn BOB này. Quá quen đúng không mấy ông? Trong vlog Ấn Độ là mấy ông cũng biết cái khách sạn này rồi. Và bây giờ tôi vô, tôi lấy phòng. Cái đặt anh Hậu trước kìa. Dạ rồi. Anh trên một căn cước à? Căn cước á? Căn cước để mà xem mẹ có đem theo căn cước không mẹ? Căn cước của mẹ em được không? À, dạ được chứ. Dạ. Là căn... Dạ đúng rồi. Căn cước của ai rồi đó trả tiền mới. Bên em có quy định là trong phòng anh được hút thuốc. Ok, dạ. Em hút thuốc ạ. Dạ, dạ. Tại vì có em thu phí phạt 500 ngàn. Dạ, dạ. Em gửi anh phòng của mình là 506. 506 anh. Dạ. Rồi, em cảm ơn. Căn cước thì khi nào trả phòng thì lấy lại. Bắt wifi là gì? Cảm ơn quý khách quyết liền không dòng. Dạ, dạ. Giữ y dí dày em nha. Có cần hỗ trợ bấm phím không để tăng hỗ trợ chăng? Rồi, cảm ơn. Đi. Phòng 506. Anh xin yêu của anh đâu rồi? Dễ thương quá à. Đấy. Hả? Đây mẹ mở cho. Hả? Năm nào cũng thế, năm nào cũng vậy. Phòng thì chắc không có gì để review cho mấy ông đâu đúng không? Tại mấy ông xem trên vlog Ấn Độ rồi thì phòng nói chung là nó cũng tạm được. Ok la, có chỗ để nghỉ ngơi. Là make up. Giờ thì tôi cho thằng Boy xuống ở dưới khách sạn chơi với ông. Thì nói chung không có gì để cho mấy ông xem đâu. Anh em mình bây giờ cứ ngồi đợi với nhau. Tí nữa tôi sẽ skip đến gần 10 giờ người ta sẽ bắn pháo hoa. Xong anh em mình sẽ đón giao thừa cùng với nhau. Gửi những lời chúc tốt đẹp dành với nhau. Đấy, kết thúc một năm vừa qua nhiều sóng gió. Chào đón năm mới thật là rực rỡ và thật là thành công. Đúng không con trai? Đúng không? Vậy nha, 4 tiếng nữa anh em mình lại gặp nhau. Em ơi, nhìn em quen quá cho anh phỏng vấn tí được không em? Không anh. Em là phải hot girl trong mèo gì không? Không. Vợ của anh Rambo đúng không? Cái gì em má, không má. Em gì ơi? Vợ Song Can. Cho anh phỏng vấn với. Em tên gì? Song Hikyo. Hay lên uống nước mẹ cho ăn da ô nha. Mẹ mua da ô cho ăn. Hả? Hello anh. Hello em. Chào các bạn. Được được, thoải mái đi. Ok. Đấy, còn fan fan. Mấy anh kia thôi. Ai nữa? Dạ, mấy bạn em. Em. À thôi, đông quá. Nên mấy anh em được rồi. Ừ ừ. Chụp cho nó trước. Selfie đúng không? Ok. Bấm nút giữa là được. Trời ơi, chụp hình không biết chụp hình sao có người yêu được. Xa xa xíu. Rồi, cảm ơn nhé. Đang quay vlog hả anh? Ờ, đang quay vlog. Chào không? Chào. Vào đi, vào đi. Rồi, cảm ơn nhé. Em cảm ơn anh. Ok, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Được em. Rồi, cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn, okay, cảm ơn, cảm ơn. Năm mới vậy nhé. Không, em nói Tân Hồng. Tân Hồng á, vô đi ní.
Vô đi nghe. Là từ bây giờ là từ trên kia chạy xuống đây xem xong tí chạy về. Dạ. Rồi. Chứ em ở đây mà nói ăn Tết với game. À. Trời ơi có rồi vui rồi. Có là vui rồi đấy. Rồi cảm ơn nha, cảm ơn nha. Dạ, cảm ơn. Năm mới vui vẻ, cảm ơn Đỗ Mỹ Sen nha. Ảo thật đấy. Uầy, bây giờ là 8 giờ mấy gần 9 giờ mà thì tôi mới lên trên tầng VO là tầng thượng của quán BB VOV. Đấy, tí mình xem bắn pháo hoa trên đây thì mong nhìn trên đây là nhìn toàn cảnh thành phố này. Đẹp lắm, trước mặt tôi. Đấy. Không, tí bắn pháo vòng là bắn trước mặt luôn. Xong cái ca nhạc này là bắn. Giờ tôi sẽ ngồi tôi soạn cái văn tí mà giao thừa tôi chúc cái gì mới được. Tôi chúc cái gì mấy ông mà năm nay mà tôi gọi là được donate nhiều kim cương. Đấy, ngồi soạn văn tí khoảng tầm còn 1 tiếng 20 phút nữa thôi. Nhanh. Hello, cái tình yêu bây giờ là khoảng 9 giờ gửi. Khoảng tầm 20 phút nữa là bắn pháo hoa rồi nữa là hai vợ chồng tôi tranh thủ lên tầng 8. Hồi nãy là lên trên đấy ngồi rồi, nhưng mà cái thằng boy này nó quậy quá, vợ tôi chịu không được. Xong rồi xuống nghỉ ngơi tí, giờ lên xem. Đồng phết. Giờ ơi, Quang xinh yêu Quang đâu rồi? Giờ nói đi, bên đây vợ. Quang xinh yêu Quang đâu rồi? Đây rồi. Giờ phải bảo vậy chứ. 8 hả? Đúng rồi, tầng 8. Đưa cái thẻ đi, không mất. Đưa cái thẻ đây ba cầm cho. Bây giờ là khoảng 9 giờ 36 nha mấy ông. 9 giờ 36. Còn khoảng tầm dạ 14 phút nữa. Dạ sơ. 14 phút nữa các tình yêu ơi. Gặp fan rồi đấy. Tí giờ soạn văn chúc năm mới anh chưa? Giờ soạn văn chúc năm mới anh chưa? Có tất cả rồi hả? Chúc một công nghiệp quá, không lì xì. Có được em chắc chắn là có được em rồi. Chúc công nghiệp quá. Chúc công nghiệp vậy thì thôi mai khỏi nhận lì xì. Vậy thì mất lọc. Vậy thì không có lọc. Vậy thì em mất lọc. Đấy. Khai mạc thôi. Đấy. Sợ chưa? Trời, ngay trúng ngay cái đèn cay thật chứ. Sorry anh em nhé, có cái đèn dướng hơi cay. Con qua đây đi. Thôi được rồi mẹ. Thôi được rồi, con ngồi ngay giỏi con được. Dạ sơ. Chúc anh em năm mới vui vẻ nhé. Năm đầu anh xem bắn pháo hoa anh đùng. Quay thôi chứ không tiếp gì cả. Chúc mừng năm mới cả nhà. Dạ sư. Đó, đẹp. Chụp hình với, chụp hình với. Rồi nhá, tôi ngưng lại xíu tôi chụp. Anh vô đó mà cho em nha. Đứng đèn đó. Đã chưa? Đã chưa? Phái rồi. Năm nay tôi coi là
năm trước có được xem đâu. Sợ hả? Quái vỗ tay. Nè, cái này mới đẹp nè, cái này nó mới đẹp rồi vợ. Đó, được rồi, được rồi. Happy New Year anh em. Cảm ơn anh em nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều đã một năm qua đã ủng hộ và giúp đỡ tôi rất là nhiều. Tôi hy vọng là bước sang năm 2024 này thì tôi sẽ cần cố gắng nhiều thêm nữa. Và tôi hứa với anh em là năm nay tôi sẽ có nhiều cái mới để cho anh em xem. Chỉ mong sản phẩm của tôi, nội dung của tôi vẫn được anh em ủng hộ, yêu thương nhé. Chúc anh em năm mới vui vẻ, thật nhiều sức khỏe bên gia đình. Dạ sớ. Chụp lại mà. Chụp lại không? Một năm mới đến, thêm một tuổi nữa thì anh em đừng quên là ba mẹ mình già thêm một tuổi nữa. Vì vậy hãy cố gắng thành công sớm để lo cho cha mẹ nha mấy đứa. Đầu năm đầu tiên được xem đúng không vậy? Không đẹp lắm. Năm đầu tiên được xem á. Mấy ông chúc mấy ông năm mới là cũng phải kiếm được người yêu nhé, kiếm được người mình thương nhé. Lớn rồi đấy, tôi đi xem pháo hoa với vợ tôi chứ bây giờ mấy ông không có người yêu vậy không? Ở nhà xem táo huynh nữa chứ. Quay mà không khí này tuyệt vời mấy ông ạ. Cảm xúc đẹp. Ăn con ngày xưa không có mẹ mới được. Wow. Chúc mừng năm mới. Hết rồi cả nhà ơi. Mong xem tắt đường này, đường như này gì kiểu gì. Tôi dơm lại cho mấy ông xem. Đấy. Mà xung quanh đây hết là điều như vậy hết cho mấy ông. Vừa bắn xong rồi tắt đường lắm. Đấy. Giờ người ta người ta tản, người ta đi nhậu. Rồi. Xong rồi mấy ông ơi, nhanh thật. Giờ coi như hết Tết rồi đấy. Ngày mai là mùng 1 rồi. Ngày mai mùng 1 thì buổi sáng là tôi có đi đi cúng với lại đi làm lưu tiêu siêu với mẹ tôi đấy. Ngày mai lịch ngày mai là vậy, nhưng mà ngày mai chắc là tôi không quay đâu đó. Ngày mai không quay đâu, tại vì mấy hôm nay kiểu từ lúc mà tôi về Cao Lãnh tới bây giờ ngày nào tôi đi chơi tôi cũng cầm theo máy quay hết. Nên là xin phép anh em là ngày mai là mùng 1 thì tôi đi cúng cái thứ đồ cùng với mẹ, xong là đi chơi nhậu nhẹt các thứ, rồi xong mà mùng 2 này là tôi lên Sài Gòn để mà ăn Tết bên gia đình của vợ tôi. Thì lên trên đấy là có đi ăn cái quán cũng đồ Tàu, nhưng mà nó có dịch vụ kiểu lô hải các thứ đồ, tôi thấy cái đó thú vị. Tôi sẽ quay cho anh em xem nhé. Vậy nha mấy ông ơi, soạn đồ đây, hẹn gặp lại anh em mùng 2 Tết. Ok. Hello các tình yêu, bây giờ là khoảng 10 giờ sáng ngày mùng 2 Tết. Thì tôi xuất phát từ Cao Lãnh lên Sài Gòn để mà ăn Tết bên nhà vợ tôi. Thì hôm qua tôi có nói với anh em rồi, hôm qua là tôi đi nhậu cả ngày không quay được. Thì hôm nay là hình như lên Sài Gòn, tối nay là ăn gì vậy? Ăn gỏi phát tài thì để có gì hay ho tôi quay cho mấy ông xem. Còn bây giờ thì hết Tết rồi. Bánh xe con người.
hết tốt rồi. Mẹ tôi cũng lên Sài Gòn cùng, chỉ có ngoại là không đi được thôi, tại vì ngoại lớn tuổi rồi. Bây giờ chắc là tôi cất hành lý với lại chào tạm biệt bà ngoại, trở lại Sài Gòn ăn Tết thêm 3 ngày nữa là tôi sẽ chính thức về Hà Nội làm việc lại bình thường mấy ông ơi. Mà cảm giác năm nay Tết nó cứ thế nào ấy. Vậy nhá. Rồi cất vali lên xe mấy ông nhá. 4 cái vali, trời ơi. Hết Tết là hết, hết Tết rồi. Đó. Đi nè. Vali, hành lý đồ ha, tùm lum tùm la hết. Ý là năm nay là đi ăn Tết về có một thằng thôi đấy, mà còn như thế này. Quan năm thì thêm thằng nữa thì không biết làm sao luôn. Vali của mẹ để lên trước tại vì tối mẹ không ấy đúng không? Ôi trời ơi, nó nhiều. Xe của con chắc thì để thêm được cái vali nữa. Lấy được mà. Vậy nha các tình yêu. Giờ thì chắc ngoài nhà chờ con nha. Đi mạnh khỏe nghe không? Phát tài lên. Phát tài lên đâu? Hả? Lên đâu ngoài? Hả? Mình phát tài lên máy luôn. Thiệt nhiều ha. Một năm nữa con mới về rồi đó. Lâu lắm đó. Lâu. Thì chừng nào cũng về ghét chứ. Ngoài nhà giữ sức khỏe nha ngoài. Kìa, ngoài chúc mừng năm mới các bạn đi. Chúc các bạn năm mới nhiều sức khỏe, dồi dào, tiền tài vô như nước. Từ. Mấy ông nào nhớ năm nay không về được gia đình thì nhớ là năm sau Tết là phải về đấy. Nghe chưa? Về với gia đình đi. Gia đình. Đúng rồi. Vui vẻ. Có mấy bạn là đi làm bận không có về được ăn Tết ngoài à. Về được thì gia đình vui. Đúng rồi. Không về thì cha mẹ ông bà nhớ mong con. Vậy nha anh em. Giờ thì bấm cho mà. Mà tắt đi, tắt đi, tắt đi, tắt đi. Giận bà Cóc hả? Bye bye bà Cóc chưa? Bye. Bye bye bà Cóc đi. Ôm bà Cóc cái, ôm bà Cóc cái rồi gì à? Thằng xạo thì chứ. Ngoài nhà giữ sức khỏe nha ngoại. Giận. Maybe I'm going crazy. Can't catch a break lately. And I just wonder what you gotta do, what you gotta do to get a little baby. You look amazing. I said it, I meant it. And I just wonder what you gotta do, what you gotta do. Tới Sài Gòn rồi mấy ông ơi. Ba cái đái sau 3 tiếng di chuyển là cũng đến Sài Gòn rồi. Nắng quá. Giờ tôi vào trong nhà tôi cắt hành lý mấy ông nhá. Xong rồi nghỉ ngơi thôi. Rồi tối nay là mới đi ăn lô hải sau. Có gì tối nay anh em mình gặp lại nhau nhé. Mới lên Sài Gòn nè. Mới dưới quê lên. Hello các bạn nha. Vô. Hình ảnh của anh Rambo. Vô anh đi cắt xe cái. À dạ. Ok nấy. Rambo đẹp trai dữ vậy. Năm mới vui vẻ nha. Dạ ơi, năm mới vui vẻ nha anh. Mẹ. Đi. Hello, xin chào cái tình yêu. Bây giờ là khoảng tầm 6 giờ thì tôi cùng với gia đình là di chuyển ra cái chỗ mà gọi là ăn đồ tàu, lô hải gì hình như nó nằm ở bến Bạch Đằng hay sao ấy. Thì từ đây ra đó cũng gần thôi. Đấy, tôi lại di chuyển ra đấy thì có gì quay cho ông xem nhé. Hôm nay cũng là ngày quay cuối rồi. Kết thúc vlog ở đây luôn tại vì cũng khá dài rồi mấy ông à. Mấy ông xem tới tầm này là cũng khoải vậy rồi đấy. Nên là thôi hôm nay thì tôi cũng muốn quay cho mấy ông xem gia đình tôi cùng với gia đình tôi có cả mẹ tôi và mẹ vợ tôi đi ăn xum vầy ngày Tết như thế nào thôi. Và chúng ta kết thúc vlog ở đây là đẹp rồi mấy ông ơi, mình khá dài rồi. Tới rồi các tình yêu ơi, chỗ ăn hôm nay của gia đình là Ocean Palace gì nha mấy ông. Uầy, trông xịn phết đó chứ. Đấy,
đây là bàn của học sinh, còn bên đây là bàn của mẹ tôi, là kiểu người lớn đó mà, đấy, người lớn ngồi bên đây, còn con nít ngồi bên đây. Kêu hết đi rồi kêu nữa hay là phải kêu một lần một? Ừ, thì ăn hết xong có kêu da heo cho anh chưa? Heo kêu rồi. Thằng boy nó lớn lên hơn xíu là hai cha con thân lắm mà. Mau coi này, qua đây ba bé. Qua đây ba bé xin nha. Xạo đi. Ha, chuẩn bị ra cái thằng kia rồi, ra đi. Sau 20 phút đợi là cũng có món gọi là món này là gỏi phát tài. Để người ta ra người ta làm cho mình ăn nha mấy không? Đây là gỏi phát tài vậy mấy đi. Ủa anh tưởng đó năm trước là người ta lô hải cho mình luôn. Bây giờ anh đi anh làm rồi đúng không? Gọi phát tài. Dạ. Đại cát đại loại sức khỏe dồi dào, thuận lợi bình an, ngũ phúc lâm môn, yêu tài tấn lộc nha, mọi chuyện trong năm là thuận buồm xuôi gió, tiền vô như nước ha, vàng vô trăm thước, đầu năm ăn gỏi cuối năm mua nhà nha mọi người. Rồi mọi người lấy đũa lên trộn giùm em nha. Trộn thoải mái lên. Dạ nha. Em đi trộn lại nữa. Đấy. Đấy. Nó rơi vãi sao nó hên con ạ. Ủa nó càng rơi càng hên chứ. Dễ đi, dễ đi, em quay cho. Đấy. Không sao. Vợ cũng đại diện cho con được rồi mẹ. Vợ cũng đại diện cho con được rồi. Càng hãy lên thì càng hơn nha mấy ông. Tâm lấy. Kìa chú Trung lì xì cho kìa. Đấy. Cái này là phong tục của người Hoa đúng không vậy? Người Hoa. Cái này cá gì đây? Cá mú. Bây giờ đồ ăn mới lên. Giờ gấp giùm anh miếng gỏi phát tài ăn thử vậy. Đây là gỏi phát tài rồi phải không? Cô ăn thử coi nó có cái vị gì. Trong đây là nó có cái gì? Này tóp mỡ à. Đây là đu đủ à, đấy. Trộn lên. Gỏi phát tài nha. Ăn nó phát tài phát lộc. Mỗi giờ đi nhiều quá. Chủ ở đây đi gấp cho. Hơi ngọt. Đang định gấp cho tôi nhưng mà thôi giờ ăn cái miếng này đi. Miếng này là miếng tình cảm á. Này. Giờ ăn đi. Cám mú. Được. Thật ra là tôi định là kết thúc vlog hôm qua rồi. Nhưng mà thôi, lỡ rồi quay lại cho mấy ông xem là tôi ăn Tết trên Sài Gòn như thế nào nữa. Rồi xong rồi mình end. Vô cái đi. Chúc mình năm mới cả nhà. Năm mươi thôi. Dịch này dịch quay đúng không anh? Dịch quay Bắc Kinh. Dịch quay Bắc Kinh.
Đấy, xong rồi cú vào cái đấy. Đây là cái da heo nãy em không? Ủa da con vịt chứ nhau. Da con vịt. Đúng rồi, đúng rồi. Ăn thử cho mấy đi. Ba kình đắt đấy. Chắc không khác gì mấy hôm bữa tôi ăn bên Úc. Mẹ ơi. Ơi 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 ơi. Đi vô. Ngon. Mẹ ơi, ba mẹ hành lì xì nó 1 triệu luôn. Đậm đà. Ở bên trẻ tôi, bọn tôi ăn tốc độ luôn. Ra món nào là hết món đó. Ra món nào là hết món đó, trong khi là vợ tôi ăn nhiều nhất. Vợ tôi là nãy giờ ăn hơi bị nhiều. Cái gì cũng ăn, cái gì cũng uống và cái gì cũng chơi. Wow, sau 20 phút, đầu nãy giờ là 40 phút mới ăn được miếng bai kinh đắc. Giang ơi. Quay 3 món. Là cả gà, cả heo với lại cả bò là. Không. Vịt nè, gà dịch. Nè, heo. Xíu. Xíu. Xíu mẹ tôi nãy, mẹ tôi bảo là hai mẹ con chưa uống nhau cái nào, uống cái. Chúc mừng năm mới mẹ gì chứ. Chúc mẹ với quê rồi mà. Và chúc này nữa nè. Chúc mừng năm mới mẹ yêu. Ok. Chúc mẹ phát tài phát lộc. Kiếm thật nhiều tiền để cho con xài. Chúc con là nhiều sức khỏe nè. Quan trọng là không có được lì nữa. Dạ. Mẹ sinh con trai ra lì là chuyện bình thường với mẹ. Nhưng mà lì quá chị không nói. Lì bình thường chứ. Quá lì luôn á. Quá lì luôn. Vậy nha mấy ông ơi. Chắc là bây giờ tôi cũng xin phép mấy ông là kết thúc vlog tại đây thôi. Tại vì từ 27 Tết tới bây giờ rồi là tôi cứ đi chơi đi ăn là tôi cầm máy quay heo suốt. Hôm nay là mùng 2 rồi, khoảng tầm 9 giờ tối. Thì còn mùng 3, mùng 4, mùng 5 thì tôi dành thời gian đi chơi với lại là cho gia đình. Nên là mấy hôm sắp tới cũng không quay, không chụp gì, đi chơi cho nó thoải mái. Vlog của tôi đến đây cũng khá dài rồi. Mong anh em thông cảm. Là trước khi kết thúc vlog thì chúc anh em là năm mới này có thật nhiều sức khỏe này, ước mơ cái mục tiêu của cái năm cũ của anh em đặt ra mà chưa làm được ấy thì cố gắng là năm trong 2024 này anh em mình hoàn thành mục tiêu nhá, đó, thành công sớm nhá. Còn tôi cũng vậy, tôi có ước mơ năm nay là ước mơ của tôi là năm 2024 này tôi sẽ được 1 triệu 2 triệu sub ở trên YouTube, thì anh em cố gắng là giúp tôi để tôi thành hoàn thành ước mơ này. Còn bây giờ thì mời anh em một ly nhé, xong rồi tôi xin phép là kết thúc vlog tại đây. Vậy nha, chúc anh em năm mới vui vẻ. Bye 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 bye. Hẹn gặp lại anh em vlog lần sau. Bye bye.